Xin kính chào cô bác anh chị và các bạn à, hôm nay mình sẽ trình bày về cái phương pháp thực dưỡng hiện đại nó là một cái khoa học thực dưỡng hiện đại à, chủ yếu là mình dựa trên bác sĩ sinh ra à, cha con bác sĩ Thomas Campbell à, và có thể là đưa thêm một số cái công trình của những cái bác sĩ khác như vậy thì à, cái phương pháp à, khoa học thực dưỡng hiện đại này là hoàn toàn dựa trên cái cơ sở khoa học giải thích bằng cơ sở khoa học, à, chứ không đem những cái lý thuyết à, trừu tượng ra để mà giải thích. Đã. Và có chứng cứ, có công trình, à, có nghiên cứu hẳn hoi. Thì trong cái à, quá trình đọc tài liệu rồi áp dụng cho bản thân, thì mình thấy cái phương pháp à, khoa học thực dưỡng hiện đại này rất là hiệu quả vì thế mình chia sẻ cho các anh chị và các bạn thì theo cái phương pháp khoa học thực dưỡng hiện đại này đó thì nó sẽ đẩy lùi mọi bệnh tật tức là cụ thể thì bác sĩ sinh gia là một vị bác sĩ mà chủ trương của ông là không có dùng thuốc kể cả thuốc tây y hay là thuốc đông y cũng vậy chủ trương ông là không dùng thuốc À, mà chủ trương là điều chỉnh cách ăn uống để đẩy lùi mọi bệnh tật. và quả thật là trong cuộc đời ông đã thành công trong cái việc à, là khám và chữa bệnh. À, khám và chữa hơn 300.000 bệnh nhân. À, mà chủ trương là không dùng thuốc kể cả đông y, kể cả tây y. Chỉ điều chỉnh ăn và uống. À, cũng như là, à, ví dụ như là việc à, ngủ nghỉ, à, rồi à, vận động. Hít thở và cái tinh thần lạc quan tức là điều chỉnh lối sống đó nói đầy đủ thì nó là điều chỉnh lối sống nhưng mà bắt đầu là bằng cái việc ăn và uống chỉ nhiêu đó thôi là bác sĩ sinh ra giúp cho hơn 300.000 bệnh nhân của mình đẩy lùi mọi bệnh tật mà không có dùng bất cứ cái thuốc nào cả và chủ trương của bác sĩ cũng là hạn chế cái việc mổ xẻ hạn chế việc mổ xẻ nếu có phẫu thuật thì nên phẫu thuật nội soi đương nhiên có những tình huống buộc phải phẫu thuật thì cái đó phải chịu thôi Đã. nhưng mà chủ trương của bác sĩ là hạn chế đưa những cái thiết bị y tế bên ngoài vào trong cơ thể bởi vì bác sĩ sinh gia tin rằng là cái cơ thể của chúng ta nó có thể tự phục hồi nó có thể tự sửa chữa Thế cho nên chúng ta điều chỉnh ăn uống Là chúng ta có thể giải quyết được Cái bệnh tật của chính mình đã. Thì cái nội dung Là khoa học thực dưỡng hiện đại này Rất là dài Mình sẽ chia làm nhiều phần Chia làm nhiều phần để mình giải thích Tại vì có nhiều người Nói rằng là à, Mình đã áp dụng à, là Và trong 3 tháng Thì mình giảm được Là 18 kg thấy nhiều người là kêu mình cho cái công thức ăn như thế nào uống như thế nào Đã. thì thật sự ra là mình cho thì vẫn được thôi nhưng mà các bạn có áp dụng hay không Đã. tại vì khi chúng ta không hiểu rõ bản chất thì chúng ta không có làm được chắc chắn là không làm được không hiểu rõ bản chất không bao giờ làm được còn nếu mà có tự ép mình làm đó à, thì cũng chỉ làm được một thời gian ngắn rồi bỏ cuộc bởi vì mình không hiểu rõ bản chất à, trước mắt là không có quyết tâm để làm không có quyết tâm để áp dụng đâu đó là trước mắt còn nếu như mà ai mà vì bệnh tật và họ áp dụng một thời gian và khi bớt bệnh rồi thì họ lại trở về cái lối sống sai lầm trước đây thì bệnh tật lúc này nó sẽ tiếp tục nó phát triển và thậm chí nó phát triển còn mạnh hơn trước nữa Thế cho nên cái quan trọng nhất là phải hiểu rõ bản chất chứ không phải là chỉ đơn giản là biết cái công thức ăn. Đó. Thế nhiều người hỏi mình thì mình nói là bây giờ anh chị hãy lên trên à, Internet đặt cái bộ sách là nhân tố enzyme. Nó gồm có khoảng tầm là 6 cuốn nhân tố enzyme tính luôn cả cuốn nhân tố vi sinh của bác sĩ sinh gia. Đó. Thì tổng cộng là 6 cuốn Anh kêu anh chị đó về đọc đi Để tự sẽ ngộ ra được Tại sao nên làm như vậy Và cách ăn uống như thế nào Thì có nhiều anh chị nói rằng là Dài dòng quá không đọc Mất thời gian không có thời gian đọc Cho cái công thức đi Nói chị nhiều dữ vậy à, Thì thật sự ra là Mình không thể cho công thức được Bởi vì cho công thức mà nếu mà bạn không chịu nghiên cứu, bạn không chịu hiểu bạn cũng sẽ không áp dụng được và khi mà bạn có công thức trong tay rồi công thức cách ăn trong tay rồi thì bạn lại nghĩ rằng là mình biết rồi bạn lại nghĩ rằng là mình giỏi rồi mình biết rồi biết hết rồi biết ông sinh gia ông nói gì rồi không cần nghiên cứu nữa không cần đọc nữa bởi tôi đã có biết kiếp rồi thế thì không biết mà tưởng mình biết đó rất là nguy hiểm thà là không biết gì luôn thà là chẳng biết ông sinh gia ông nói cái gì đó thì ít ra các bạn còn có thể mơ hồ nghĩ rằng là trên đời này có một cái phương pháp ăn uống rất là khoa học điều chỉnh lối sống rất là khoa học và có thể đẩy lùi mọi bệnh tật nhưng mà tại vì bây giờ mình chưa có nhu cầu mình chưa có thời gian cho nên thôi từ từ mình tìm hiểu nhưng khi mình mắc bệnh hiểm nghèo thì mình sẽ nghiên cứu dù sao nếu như bạn nghĩ như vậy nó vẫn tốt hơn rằng là bạn nghĩ rằng là Ơi tôi biết rồi Tôi đã có công thức trong tay rồi tôi biết hết rồi Và ông sinh gia chả có gì để nghiên cứu Thì nếu mà cái cách nghĩ là biết hết rồi đó Cách nghĩ đó rất là nguy hiểm Cho nên là một là bạn hãy mua trọn bộ cái quyển sách Nhân tố enzyme của bác sĩ sinh gia bạn đọc Rồi nếu level cao hơn nữa Bạn hiểu hết ông sinh gia ông nói cái gì rồi thì bạn đọc thêm cái cái công trình của cha con của bác sĩ Thomas Campbell tức là bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện à. thì chắc chắn rằng là bạn sẽ áp dụng nó sẽ gần Có như gần hoàn hảo cũng chẳng à, dám kết luận là chúng ta áp dụng hoàn hảo đâu à. bởi vì nó còn nhiều yếu tố tuy nhiên đó là à, nếu chúng ta đọc và chúng ta nghiên ngẫm trọn bộ của sinh gia của bác sĩ campbell thì chúng ta sẽ áp dụng gần như là hoàn hảo cái phương pháp gọi là khoa học thực dưỡng hiện đại tại sao mình đặt là khoa học thực dưỡng hiện đại bởi vì những cái giải thích của bác sĩ sinh gia những cái giải thích của bác sĩ campbell đều có công trình nghiên cứu hẳn hoi và đó là khoa học giải thích theo khoa học đàng hoàng chứ không phải là nói mơ hồ nói bằng những cái lý thuyết khó hiểu bằng những cái lý thuyết trừu tượng rất là khoa học À, và hiện đại chứ không phải mơ hồ như là những cái công trình trước đây. Có thể những công trình trước đây người ta vẫn áp dụng và đại đa số vẫn thành công. Đại đa số vẫn thành công. Đương nhiên vẫn có một số ít vẫn bị bệnh ung thư. Ví dụ như có những người ăn số 7 theo cái phương pháp Osawa. Ăn số 7 ăn nghiêm ngặt số 7 luôn theo phương pháp Osawa. Người ta dẫn bệnh ung thư. Và cục ung thư đó càng ngày càng to lên, bệnh ung thư vú, cục ung thư đó càng ngày càng to lên. Sao kỳ vậy? Áp dụng nghiêm ngặt số 7 có Osawa luôn mà dẫn ung thư. Thì tại vì sao? Đó. Thì nếu như các anh chị chịu khó nghiên cứu cái phương pháp thực dưỡng hiện đại của sinh Ra thì các bạn sẽ giải thích được tại sao cái bà đó, đó, bà ăn số 7 rất là nghiêm túc mà bà vẫn ung thư, đó, sẽ giải thích tại sao và khi mình hiểu được tại sao mình sẽ tránh được. Đó, cho nên mình đặt là khoa học thực dưỡng hiện đại là như vậy, đó, phải gọi là thực dưỡng tức là ăn để mà nuôi dưỡng cơ thể, thật là ăn đúng không? ăn để mà nuôi dưỡng cơ thể. thật ra nó là điều chỉnh lối sống. Nhưng mà ăn là quan trọng nhất. Ăn và uống là quan trọng nhất. Rồi kế đến những cái khác cũng rất là quan trọng. Nhưng mà đầu tiên phải kể là ăn uống. Bởi vì những cái yếu tố khác. Nhiều khi chúng ta khó thay đổi liền. Khó thay đổi liền. Đã. Nhưng mà ăn và uống chúng ta có thể áp dụng ngay tức khắc được. Rồi. Và bảo đảm là sẽ đẩy lùi mọi bệnh tật. Cái này là bảo đảm luôn. Bảo đảm là đẩy lùi mọi bệnh tật. Và bệnh ung thư. Bệnh tiểu đường. Đó rồi à, bệnh à, à, về à, vấn đề da, đó. rồi sơ gan, rồi à, mỡ trong máu, cao huyết áp, tất cả những cái bệnh đó khi áp dụng khoa học thực dưỡng hiện đại thì những cái bệnh đó lui liền tức khắc, nó sẽ lui liền. Còn bệnh gao thì còn dễ dễ chữa nữa. Ai mà bị bệnh gao, ở Việt Nam mình gọi là bệnh gút thì cái bệnh gút đó rất là dễ chữa. Bản thân mình có rất nhiều bệnh. Từ năm mình 22 tuổi là mình đã có nhiều bệnh lắm rồi. 22 tuổi là mình quá trời bệnh luôn. Cho nên cái tâm nguyện của mình là mình dành trọn cái thời gian còn lại của cuộc đời để mình mình cống hiến, mình chia sẻ. Mình mình có những cái kinh nghiệm, có những kiến thức nào mà mình cảm thấy rằng nó hữu ích cho người khác thì mình lập tức mình làm video mình chia sẻ để khi nào sau này mình nằm một đống rồi mình không mình lúc đó mình muốn chia sẻ cũng không chia sẻ được nằm đống ra mà cho nên là khi còn khỏe đó, còn một chút gọi là chút sức tàn chút hư tàn là mình chia sẻ tức khắc và trong những cái nội dung mình chia sẻ đó thì có những bạn nói rằng nó phản phất một chút gì đó tiêu cực tức là hơi bi quan về cái sức khỏe bản thân mà thật sự rằng là trước đây mình rất cực kỳ bi quan về sức khỏe bản thân. À, cực kỳ bi quan, chỉ là mình cố gắng không nói ra, cố gắng không thể hiện ra nhưng có những bạn vẫn cảm nhận được là sức khỏe mình yếu. Nhưng mà mình cũng không không nói nhiều, không nói hoài. À. Bởi vì thật sự là sức khỏe yếu thiệt, mình cố mình đã giấu rồi nhưng mà có những bạn vẫn cảm nhận được. Và các bạn nói rằng là nhiều khi thấy mình bi quan về sức khỏe quá. Thật ra bạn nghĩ là bi quan cũng được hay là bạn nghĩ rằng là mình chuẩn bị trước cũng được. Bởi vì chẳng có ai mà sống hoài. Đặc biệt là từ năm 22 tuổi là mình đã rất là nhiều bệnh. Thế cho nên là mình chuẩn bị tinh thần trước. Và sức khỏe của mình nguy kịch nhất là cuối năm 2017. Cuối năm 2017 là rất nguy kịch Thực sự nó đã trở nặng từ năm 2014 rồi Nó đã trở nặng rồi à, Cho nên lúc đó mình không có đi dạy được nữa Hồi trước mình mở lớp Mình dạy luyện thi cao học Mà từ khoảng năm 2014 là mình không có dạy được với mình, mình đứng không được Mình không thể đứng được Mình chỉ ngồi thôi Ngay cả bây giờ mình cũng không dám đứng Mà mình chỉ ngồi thôi Thỉnh thoảng các bạn thấy mình đứng, mình đứng chút rồi mình lại tựa vô cái ghế. Mình dịnh vô cái ghế hoặc là mình ngồi lên ghế chứ mình không có đứng được. Bây giờ vẫn thế. Bây giờ có khá hơn nhưng mà vẫn chưa dám đứng bởi vì đứng. Đứng bây giờ có thể đứng được lâu hơn hồi trước. Nhưng mà không dám. Bởi vì sau đó thì nó lại đau nhất. Đó. Thế thì à, cuối năm 2017 là nguy kịch nhất. Đó. và à, lúc đó thì mình thấy à, quá bi quan rồi cho nên mình nói dọn mình à, dọn nhà về cái vùng à, hơi à, hơi xa xôi một chút à, dọn về hơi xa xôi một chút để hít thở được cái không khí nó trong lành à. thì cũng may mắn là khi mình dọn nhà thì cái người à, chủ nhà đó mới à, hướng dẫn cho mình à, tài liệu để nghiên cứu À, thì rất là đáng mừng là từ đầu năm 2018 mình đã nghiên cứu được cái phương pháp của, đầu tiên là phương pháp Osawa, sau đó mình lại nghiên cứu được phương pháp của bác sĩ Shinya. Thì cuối cùng mình nhận ra là phương pháp của bác sĩ gia bác sĩ Thomas Campbell là khoa học nhất, hiện đại nhất, khoa học nhất, rõ ràng nhất và nó dễ áp dụng nhất còn phương pháp osawa thì theo mình là có rất nhiều cực đoan rất nhiều cực đoan mà chúng ta không nên mù quáng chúng ta đọc để biết đọc để tham khảo nhưng tuyệt đối không nên mù quáng theo cái phương pháp osawa tuyệt đối không nên không phải mình nói tất cả những cái gì của phương pháp Osawa là sai đâu. Có những cái rất là đúng, rất là hay. Tuy nhiên là cũng có một số cực đoan cho nên là nếu như bạn theo phương pháp Osawa bạn phải đọc nhiều tài liệu, bạn phải nghiền ngẫm Mà tốt nhất là bạn đọc theo cái phương pháp của bác sĩ Shinja để bạn đừng có xa đà vào những cái cực đoan của phương pháp Osawa. Đó. Thì à, bây giờ là tháng à, tháng 7 năm 2018 tức là sau 7 tháng nghiên cứu và mình chính thức áp dụng cái phương pháp của bác sĩ sinh gia này khoảng tầm là 4 tháng thôi chính thức áp dụng khoảng tầm 4 tháng mà mình thấy về mặt sức khỏe là có cái sự cải thiện rất là rõ rệt như bệnh gao của mình là hết rồi bệnh gao là hết hoàn toàn Đã. hết hoàn toàn luôn và mình khẳng định là bệnh gao Ở Việt Nam kêu là bệnh gút Bệnh gao rất là dễ trị Cực kỳ dễ luôn Ngoài ra là những cái bệnh khác như là bệnh suy thận à, Tim yếu phải không Hồi hộp Là đã hết rồi Đó Chỉ còn cái đau lưng á Cái đau lưng thì Giống như là đau mười thì bây giờ nó còn đau khoảng tầm là bốn Đau mười thì giờ còn bốn nghĩa là cũng hết được 60% cái đau lưng rồi. À, còn 40% kia thì không biết nguyên nhân là vì sao. Thì vì thực ra là mình đi khám nhiều bệnh viện thì người ta không có khám ra được. Bác sĩ ổng à, không khám ra được. Kể cả là mình khám bác sĩ trưởng khoa luôn. Của bệnh viện Vạn Hạnh đó, bác sĩ trưởng khoa à, của cái bệnh viện Vạn Hạnh. Ổng cũng không 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 tìm ra được nguyên nhân. Ông chỉ nói mình bị bệnh gao thôi Mình nói bây giờ Tại sao mình bị đau lưng quá Đứng không được Thì ông nói là mình bị bệnh gao Đó trong khi là Cái khớp tay khớp chân thì không có nhất Chỉ là đau lưng Mà chỉ đau cái vùng Gọi là vùng thắt lưng mà đứng không được luôn Đó Nói chung là ông khám không ra Và cái quan trọng nhất là ông nói như này nè Ông nói rằng là bệnh gao này là theo suốt đời Không bao giờ hết Nhắc lại nha bác sĩ trưởng khoa bệnh viện Vạn Hạnh Ông nói với mình là bệnh gao này là bệnh suốt đời luôn Không bao giờ hết hết và có tuổi rồi là phải bệnh thôi Ông nói người nào có tuổi rồi là phải bệnh Mà thực ra là Giấy chứng minh của mình là 1985 Đó Mà tuổi thiệt của mình là 1983 Năm nay là 35 tuổi Vậy mà ông nói mình Già rồi thì đương nhiên là phải bệnh gao thôi Già phải chịu suốt đời không bao giờ hết Trong khi khi mà mình nghiên cứu cái phương pháp thực dưỡng Hiện đại này của bác sĩ sinh gia đó Thì cái bệnh gao thực sự là nó rất là dễ Chỉ cần nói một tháng là nói quá rồi Tại vì lúc đó mình cũng lò mò mình đi tìm phương pháp thôi Nhưng ngày hôm nay mình khẳng định nó không tới một tháng đâu Một tuần thôi một tuần thôi là hết rồi chứ không tới một tháng đâu đó ông nói là bây giờ không có cách nào mà trị được cái bệnh gao này hết và mỗi ngày phải uống một viên thuốc ông có cho thuốc thuốc nó cũng rẻ thôi các bạn một khoảng một ngàn đồng một viên cái thuốc này nó cũng rẻ thôi một ngàn đồng một viên thôi. một ngày uống một viên tức là một năm chỉ tốn có ba trăm sáu đồng thôi ba trăm sáu đồng thì nói chung tiền thuốc là nó không có đáng kể Trong một năm Ông nói uống suốt đời Uống nào chết thôi Thì theo mình đây là một cái Một cái kết luận Rất là vô trách nhiệm Rất là vô trách nhiệm khi mà kết luận như vậy Tại vì rõ ràng rằng là bệnh gao nó không khó trị Mà bác sĩ không chịu tư vấn Mình có hỏi rõ ràng là Theo bác sĩ thì có cần điều chỉnh cái chế độ ăn uống hay không bởi vì mình cũng nghĩ rằng là mình ăn uống sai Ông nói không cứ ăn uống bình thường Ai tới tuổi này nó cũng phải bị thôi Không sao cả Cứ uống thuốc thôi Nhưng mà các bạn biết rõ ràng rằng là Uống thuốc Tây Là nó hại gan Nó hại thận Mà lại kêu uống suốt đời Các bạn thấy đó là một cái sự tư vấn Theo mình rất nhảm nhí Cực kỳ nhảm nhí đó thì khi mà mình áp dụng cái phương pháp của bác sĩ sinh ra mình không hề uống một cái viên thuốc nào nữa mình bỏ luôn tất cả các thuốc tây thuốc tây thuốc bắc mình bỏ hết không uống thuốc nào hết thì bác sĩ sinh ra chủ trương là không có uống thuốc thì mình bỏ hết không uống thuốc chỉ thay đổi cái vấn đề ăn uống thôi chưa nói đến những cái chuyện khác nha chưa nói đến những cái chuyện như là À, vận động điều độ nè nghỉ ngơi hợp lý nè à, tinh thần lạc quan nè chỉ mới thay đổi về ăn và uống thôi đó mà đi thử kết quả lại là cái chỉ số nó nằm vô trong cái khoảng cho phép liền cái chỉ số axit uric đó các bạn chỉ số axit uric đó, nó nằm trong cái khoảng cho phép liền nó không còn cao nữa mà không cần uống một cái viên thuốc nào cả khớp tay khớp chân nó không có nhất đây mà bác sĩ và trưởng khoa lại nói rằng là bệnh suốt đời và cần phải uống thuốc thì thật sự ra là theo mình là cái sự tư vấn của bác sĩ vô trách nhiệm đương nhiên bác sĩ không có thời gian mình thông cảm có thể bác sĩ nói là à, bây giờ tôi không có thời gian tôi tư vấn cho anh nhưng mà trên đời này nó có một cái phương pháp thay đổi cái việc ăn uống và anh có thể trị dứt bệnh bệnh gao của anh mà kể cả những cái bệnh ung thư bệnh tiểu đường à, bệnh viêm gan bệnh cao à, bệnh cao huyết áp mở trong máu tiêu tan hết tất cả những bệnh nó tiêu tan hết từ lúc lui hết nhưng mà tôi không có thời gian tôi chỉ cho anh bây giờ anh về anh tự đọc tài liệu đi anh tự mua cái bộ sách của bác sĩ sinh gia gọi là nhân tố enzyme các bạn lên google các bạn sợ nhân tố enzyme chào các bạn đọc chỉ cần một cái sự chỉ điểm như thế của bác sĩ thôi đã cứu được bao nhiêu bệnh nhân cứu được bao nhiêu người thập tử nhất sinh thậm chí người ta đang ung thư chỉ cần một lời nói người ta đưa ung thư rồi người ta rất tin vào bác sĩ gần như là người ta phó thác cuộc đời người ta số mệnh người ta cho bác sĩ cái lời nói của bác sĩ lúc mà người ta bệnh ung thư Người ta sắp chết rồi Cái lời nói của bác sĩ Giống như là chân lý Thế là nói bác sĩ rất quan trọng cho nên Nếu mà bác sĩ nói đúng Là người ta về người ta hết bệnh Tạo phúc đức biết là bao nhiêu Đó Mà bác sĩ nói sai thì Lúc đó nha Lúc mà mình nghe bác sĩ nói vậy đó về mình cũng ăn uống bình thường mỗi ngày mình uống viên thuốc Đã, mỗi ngày mình uống viên thuốc đúng như là yêu cầu của bác sĩ thì sau à, 2 tuần mình mới đi tái khám thì lúc đó cái chỉ số acid uric nó giảm xuống trong cái ngưỡng cho phép nhưng mà nó giảm trong ngưỡng cho phép là nhờ thuốc tại vì uống cái thuốc để mà trung hòa cái acid uric acid uric nó nhiều quá thì mình hỏi bác sĩ tại sao acid uric nó nhiều Bác sĩ không giải thích, bác sĩ không có thời gian giải thích. Bác sĩ chỉ nói là cứ uống thuốc đi, không cần phải hỏi nhiều. Đã. Nhưng mà mình cảm thấy có một gì đó bất ổn, bởi vì cứ uống thuốc hoài suốt đời như vậy thì rõ ràng uống thuốc tây là nó rất là hại thận, nó rất là hại gan. Thế làm sao có thể uống suốt đời được? Hà, cũng may mắn, cũng may mắn. À, là mình gặp được cái phương pháp của bác sĩ sinh gia mà ngày hôm nay mình chia sẻ cho các anh chị. À, thì nãy giờ à, mình giới thiệu nói dài dòng như vậy. Là bởi vì à, mình à, cũng mong rằng là các anh chị hãy thật tâm chịu bỏ thời gian ra để mà nghiên cứu. Nếu các anh chị không có thời gian để nghe mình nói dài dòng lời thê. Các anh chị hãy tự mua cái bộ sách nhân tố enzyme các anh chị tự đọc. Mình cũng chỉ nói trong nhân tố enzyme ra thôi. Mình chỉ nói những cái gì mà bác sĩ gia cũng như là Thomas Campbell, à, ông ta nói thôi. À, mình chỉ nói trong sách ra thôi. Thì anh biết rằng có một số anh chị không có thời gian đọc. Nhưng mà có lẽ là mình sẽ nói hơi dài dòng, hơi lê thê một chút xíu. Cho nên là các anh chị nào cảm thấy mất thời gian thì tự mua sách đọc. Đã. Thì bây giờ mình nói về cái nội dung thứ nhất à, ở trong cái khoa học thực dưỡng hiện đại này thì à, cái nội dung thứ nhất đó là nhìn vào nước da thì biết được cái tuổi của cái đường ruột nhìn vào cái nước da bên ngoài đó cái làn da bên ngoài đó mà biết được cái tuổi của cái đường ruột có nhiều việc các anh chị tưởng chừng như là nó không quan trọng nhưng mà nó lại rất quan trọng Có nhiều bạn bị ung thư bây giờ tôi đâu có Có muốn nghe đường ruột Tôi bị ung thư gan mà Tự nhiên nói đường ruột làm gì Hoặc là tôi bị ung thư vú mà Tự nhiên nói đường ruột làm gì Đó người Nhiều người nghe tới đường ruột là không muốn nghe Rồi không muốn bàn đó Nhưng mà kỳ thật tất cả các bệnh nó đều xuất phát từ cái đường ruột ung thư là do ruột xấu rồi bị bị ung bị sơ gan bị à, à, mỡ à, à, mỡ trong máu rồi à, à, kể cả là à, à, bệnh rau à, cũng là do cái đường ruột nó xấu rồi da khô da sần sùi da vẫy nến Đã, là cũng do đường ruột cho nên căn cốt phải bắt đầu từ cái đường ruột mà nói phải nói từ đường ruột cho nên coi dù các anh chị không muốn nghe thì cũng phải chịu thôi bởi vì không nói đường ruột thì làm sao nói được những cái vấn đề khác đó cho nên là mọi bệnh đều bắt nguồn từ cái đường ruột nó xấu bây giờ để cho hấp dẫn thì mình kể các anh chị một cái câu chuyện có thiệt thì các anh chị mới hứng thú nghe về vấn đề đường ruột đó là cái bà này là bà tống mỹ linh là vợ của ông tưởng giới thạch như các bạn biết là tưởng giới thạch là cái à, người anh hùng của đài loan một người đem lại cái à, chế độ chính trị dân chủ à cho đài loan lẽ ra là cho cả trung quốc à. nhưng mà bị mao trạch đông à. mao trạch đông là theo cái chế độ độc tài chủ trương của mao trạch đông là độc tài và ông ta đã đánh và làm cho cái quân đội của tưởng giới thạch thất bại cho nên tưởng giới thạch phải chạy ra đảo đài loan để mà xây dựng một cái à, đất nước đài loan đất nước đài loan là theo chế độ dân chủ thân mỹ và đương nhiên theo dân chủ thì sẽ phát triển sẽ hùng mạnh còn theo độc tài theo mao trạch đông đó, theo kim nhật thành theo fidel castro theo lenin đó, theo stalin nói chung là theo độc tài thì sẽ không phát triển, Đó, sẽ quỷ hoại đất nước. Nói tóm lại là à, Tổ giới Thạch là một người anh hùng. Đó, lẽ ra có thể đưa đất nước Trung Quốc phát triển kinh khủng khiếp rồi. Thế nhưng mà xui là bị à, Mao Trạch Đông Đó, là tội đồ của dân tộc Trung Quốc. Nhắc lại là Mao Trạch Đông là tội đồ của dân tộc Trung Hoa thì cái dân tộc Trung Hoa đã gặp cũng đang gặp rất nhiều cái đau thương do hại lụy mà Mao Trạch Đông đã gây ra. Chúng ta nói tiếp về vấn đề sức khỏe. Thì bà Tống Mỹ Linh này năm bà 40 tuổi là bà bị ung thư vú. 40 tuổi. Bị ung thư vú. Là do cái đường ruột của bà nó rất là xấu. Cho nên bà bị ung thư vú đây là có nghiên cứu hẳn hoi của bác sĩ sinh gia chứ không phải là mình tự nói. Đường ruột xấu là sẽ bị ung thư. Nói rằng ung thư vú thì thật sự ra là cũng không đúng. Mà ung thư là nó ung thư toàn cơ thể. Tức là khi cái đường ruột của mình nó xấu thì nó không có giải độc được. Tức là rất là nhiều chất độc nó tích tụ ở trong cái cơ thể của mình. Thì khi chất độc nó tích tụ trong cái đường ruột đó, nó sẽ thấm nó sẽ thấm vào thấm qua cái thành ruột. Thấm qua thành ruột nó lại đi vào trong huyết huyết quản, tức là đi vào máu. Rồi sao? Rồi cái chất độc đó nó phải qua cái gan để mà gan nó lọc chất độc ra. Nó cũng làm hại gan. Suy gan, yếu gan. Cho nên đường ruột xấu nó dẫn đến tất cả nhiều hại lụy và ung thư là nó ung thư toàn cơ thể tế bào ung thư nó tầm lum hết đầy hết nhưng mà thí dụ như người ta phát hiện cái cục u bự nhất nó nằm ở vú thì người ta kết luận là cái người này bị ung thư vú chứ thật sự ra phải nói rằng người này bị ung thư toàn cơ thể nhưng mà cục bự nhất hiện nay nó đang nằm ở vú Nói vậy mới đúng Cho nên nhiều người họ nói sai Họ nói là ung thư vú Cho nên họ mổ vú ra họ cắt Cái cục ung thư đó họ dục Rồi sau đó là sao Sau đó một tháng sau Người ta thấy ung thư nó nằm ở gan chẳng hạn Cái người ta nói cái này là ung thư vú Nó di căng qua gan Đó là nói tầm bậy Thật ra ung thư nó nằm ở vú, nó nằm ở gan, nó nằm ở phổi, nó nằm ở tá lạ hết rồi. Thành ra là cái việc cắt bỏ ung thư là một cái biện pháp sai lầm. Phẫu thuật cắt bỏ ung thư là một biện pháp sai lầm. Bởi vì sao đâu có cắt được đâu, nó tùm lum hết làm sao mà cắt. Không thể cắt được. Rồi cắt xong cái bắt đầu là vài tháng sau nó nổi ra chỗ khác để hô lại di căn không có chuyện là ung thư di căn đó ta phải hiểu ung thư là như vậy đó thì bà tống mỹ linh này cái đường ruột của bà nó xấu cho nên bà bị ung thư mà cái cục ung thư bự nhất khối u bự nhất nó nằm ở vú người ta phát hiện nó ở vú thì bà mới áp dụng một cái biện pháp bà không có phẫu thuật nha thật ra là cũng chuẩn bị phẫu thuật rồi và sắp sửa lên bàn mẫu rồi thì có một cái bác sĩ khác Người ta tư vấn cho cái bà Tống Mỹ Linh này. Đó. Là không có nên phẫu thuật bởi vì phẫu thuật nó chẳng có ích lợi gì cả. Thế thì bây giờ phải làm cho cái đường ruột nó đẹp trở lại. phải làm cho đường ruột nó đẹp trở lại. Nó quá xấu rồi bây giờ làm cho nó đẹp trở lại. Bằng cách nào? Có rất nhiều cách. Nếu chúng ta áp dụng đồng bộ tất cả các cách thì sẽ rất là tuyệt vời Nhưng nếu chúng ta Tùy hoàn cảnh, tùy điều kiện của mỗi người Chúng ta áp dụng một trong những biện pháp đó Cũng đã là rất tốt à, Cũng đã là rất tốt Thì bà Tống Mỹ Linh này à, đương nhiên cũng có áp dụng nhiều cách nha Nhưng mà cái cách quan trọng nhất mà mình muốn nói ở đây Đó là bà làm sạch đại tràng bằng nước ấm, làm sạch đại tràng bằng nước ấm. Mỗi ngày. Tức là trước khi bà đi ngủ. Đó, thì bà mới nhờ cái người bác sĩ đó, người ta bơm cái nước ấm vào trong cái hậu môn. Hả? Bơm nước ấm vào trong hậu môn. Và giữ ở trong giữ cái nước ấm ở trong cái hậu mơ trong cái ruột già đó, trong đại tràng đó. Giữ một thời gian khoảng tầm là 10 phút. Để cho phân ở trong cái đại tràng nó mềm ra Thà, Sau đó mới bắt đầu đi ra ngoài Đi phân ra ngoài Thì làm cho cái cơ thể chúng ta Cái phân ở trong cơ thể chúng ta nó không còn nữa Nó sạch hoặc là nó còn rất ít, một lượng rất ít Nó sạch sẽ Thì chúng ta ngủ nó vô cùng là nhẹ nhàng Ngủ rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái Ngủ rất là dễ ngủ Cơ thể rất là nhẹ nhàng phân nó nằm ở trong cái ruột già là nó cực kỳ độc nó độc vô cùng độc luôn chất độc ở trong phân mà để phân ở trong đó thì sao nó thấm cái chất độc hồi nãy nói rồi nó thấm chất độc qua cái thành ruột nó thấm vào trong cái mạch máu nó tiếp tục chất độc nó đi tùm lum hết cho nên phải tống phân đó ra càng sớm càng tốt cái phân đó nó nằm ở trong cái cơ thể chúng ta đó. Từ 8 tiếng cho đến vài ngày, thậm chí nhiều năm. Đó. 8 tiếng nha. Cho đến vài ngày, thậm chí nhiều năm. Đó. Thì tại sao nói nhiều năm? Đó. 8 tiếng là sao? Có nghĩa là có những người họ đi cầu dễ dàng thì cái phân đó nhiều khi nó nằm 8 tiếng đồng hồ là nó bị tống ra. Nhưng có những người bị táo bón đặc biệt là những người bị táo bón là nước da của họ nó xấu vô cùng xấu luôn nó khô dữ lắm nước da của những người bị táo bón rất xấu thậm chí họ có thể bị bệnh về à, vẫy nến bị bệnh chàm các bạn hỏi những người nước da xấu nước da nhăn nheo già à. hoặc là bị vẫy nến bị chàm hỏi anh chị có bị táo bón không à, nhìn biết liền cái da đen da mà tức là da đen là đen không phải do do di truyền mà đen này là do do nước da xấu đó. đó nhìn nước da là người ta biết cái đường ruột cho nên bác sĩ xin da ông nói là nhìn vào nước da là ông biết được cái đường ruột là như vậy đó thì thật ra bác sĩ xin da là cái bác sĩ về nội soi đường ruột ông là nội soi đường ruột và ổng nhìn vào cái nước da Ổng có nhìn vào đường ruột không? Có bằng cái phương pháp nội soi Cho nên ổng nhìn riết thì ổng biết thôi Đã, Chứ không phải là nói bừa Mà ổng đã khám cho trên 300.000 bệnh nhân Chứ không phải là là chỉ ngồi mà nói bừa đâu Đã. Thì bây giờ nói lại Ví dụ như cái đường ruột nó như thế này À, đường ruột nó như thế này đúng không? đây là chúng ta đang nói ruột già thôi ha, chúng ta đang nói ruột già thì khi mà thức ăn ở trong cái ruột non nó đưa qua ruột già đúng không? nó đưa qua ruột già thì ở đây nó có một cái van gọi là cái van một chiều tức là phân nó nó đi vào ruột già rồi thì nó không có đi ngược trở lại ruột non Tại vì nó có cái van một chiều ở đây Đó Rồi phân nó từ từ nó đi lên, đi lên, đi lên, đi lên Đi ngang, đi ngang, đi ngang Gọi là đại tràng lên Đại tràng ngang Đại tràng xuống, đại tràng xích ma Đó không? Và nó đi ra ngoài Thì có thể mất 8 tiếng 8 tiếng đồng hồ Có những người mất vài ngày Bị táo bón quá cho nên là phải vài ngày và nếu như phân mà nó nằm trong đó vài ngày thì rất là nguy hiểm bị táo bón rất là nguy hiểm cách trị táo bón rất là quá đơn giản luôn nhưng bây giờ nói về cái sự nguy hiểm của táo bón đó. thì cái, cái chất độc ở trong phân bị táo bón mà chất độc trong phân nó sẽ thấm vô thấm ngược vào máu và đồng thời cái phân này nó khô đi nó khô nó cứng tới cái mức mà đi ra ngoài được thì nó rất là khó mà nó đau vô cùng đau đúng không nó khó đi đi cầu mà đau dữ lắm mà rặn muốn lội chơi luôn <laughs> rất là nguy hiểm cho nên á là ai mà bị táo bón thì quá đơn giản thôi cứ mỗi tối trước khi đi ngủ đúng không Chúng ta đưa nước vào trong cái đại tràng Chúng ta đi ra rất nhẹ nhàng Ngày nào cũng đi được hết Sau một thời gian đường ruột nó đẹp lên rồi Thì thì lúc đó tự đi bình thường Có nhiều người nói à, Là à, cưỡng bức đi cầu Cái này giống như là cưỡng bức đi cầu vậy đó Cưỡng bức riết như vậy thì mê mốt Nó mất khả năng đi cầu luôn Thì đó cái người nào nói vậy là người đó nói sai hoàn toàn Nói bậy hoàn toàn Chưa bao giờ làm và ngồi phán điên Có những người chưa bao giờ làm Họ ngồi nói không à Mình làm cái này Mình làm mỗi ngày Mình làm, làm sạch đại tràng mỗi ngày Và bác sĩ sinh ra Ông khuyên nên làm mỗi ngày Ông thì ông làm Nhiều khi có ngày ông làm hai lần đó Cho nó sạch sẽ Và giống như mình buổi tối mình trước khi à, mình sau khi ăn cơm mình đi xúc miệng thì cho nó sạch miệng thì cái ruột mình nó cũng cũng như vậy nó cần phải được vệ sinh cho nó sạch ruột đó phải làm cho nó sạch ruột chứ cũng giống như mình đi vệ sinh thôi vệ sinh răng miệng vệ sinh đường ruột vì cũng nhờ như vậy mà bà tống mỹ linh bà sống tới 105 tuổi mặc dù năm 40 tuổi bà bị ung thư đó mặc dù năm 40 tuổi bị ung thư nhưng mà làm cái biện pháp này mà bà chỉ đưa nước vào thôi đó nha mà bà sống được 105 tuổi bạn vâng thấy khủng khiếp chưa đã. thành ra là người nào bị táo bón là bắt buộc phải làm người nào da khô da xấu phải làm sạch đại tràng bằng cà, bằng bằng nước còn nếu mà được nữa thì làm bằng cà phê phải làm sạch đại tràng thôi cái việc này mình đã chia sẻ trước đây rồi đó. Rồi. Mình nói cái trường hợp có những người có những cái phân nó nằm cả năm trời luôn á. Là tại vì sao có những phân nó nằm cả năm trời? Bởi vì nó nhiều quá mà lại ăn nhai không kỹ khi ăn. Nhai không kỹ. Nhai 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 nuốt nhai nhai nhai, nhai nuốt, nhai ẩu. Đó. Ăn nhiều cái thức ăn nhai không kỹ thì nó tiêu hóa không có được. Nó tiêu hóa không tốt Mà ăn quá đi Ăn quá thì làm sao Thì nó chưa tiêu hóa hết Nó tống xuống ruột non Nó nhiều quá rồi nó tống xuống cái ruột già Tại ăn quá mà A quắn, phải không? A quắn ăn quá đó nó, không? nó tống xuống Nó tống xuống Đó Nó tống cả đống vô đây thì bắt đầu sao bắt đầu ảnh ảnh sinh lên phân mà nó sình lên. Nó đâu có oxy ở trong này đâu. Đâu nó sình lên. Nó thành ra cái khí metan CH4. Nó thành ra cái khí metan. Đó. Bắt đầu sao mà lại bị bón nữa chứ? Bị bón hay bị táo bón nữa. Ăn thịt nhiều bị táo bón, nhớ nha. Mình nói luôn cái chỗ này ăn thịt nhiều bị táo bón ăn mấy người ăn thịt nhiều mà không ăn rau không ăn tinh bột bị táo bón Đó. thì bắt đầu là cái khí này nó mới nhiều quá thì nó tăng áp sức trong cái đường ruột lên đúng không nó không thoát ra nó tăng áp sức trong đường ruột lên nó làm phình nó làm phình một số chỗ yếu yếu một số chỗ bị yếu yếu nó phình ra ví dụ như chỗ này nó phình ra Đó thấy không mấy người nào địch nhiều mắc địch nhiều đúng không mắc địch nhiều á cần lưu ý đó mắc địch thì địch đi đừng có nín <laughs> nhưng mà tốt nhất là chúng ta nhai kỹ chúng ta nhai kỹ thì chúng ta sẽ ít địch lại nhai kỹ thì bắt đầu nó phình ra đúng không khi mà cái khí này nó nhiều quá đúng không nó phình ra nó hình thành những cái túi người ta gọi là túi thừa đó những cái túi thừa đó ví dụ như cái túi thừa như thế này đó thậm chí có nhiều người bác sĩ sinh ra ổng nội soi ổng thấy quá trời túi thừa luôn vô cùng kinh khủng khiếp nó quá nhiều túi thừa thì bắt đầu phân nó mới chui vô trong đây Đã. phân nó chui vô đây nó ở đây Đã. Đã. phân nó chui vô đây nó ở đây nó ở trong cái túi thừa đó Đã. nhiều năm nó không có chui ra được nhiều năm luôn nó ở đây bắt đầu nó càng ngày càng dày lên đúng không càng ngày càng dày 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 lên và nó cứng lại sau nhiều năm nó không còn nó hết nước luôn rồi nó khô cạn nó không còn nước nữa. nó cứng kinh khủng khiếp luôn và như miếng cao su như miếng cao su Đã. kinh khủng khiếp lắm đó là nguồn gốc của bệnh là như vậy cho nên làm sạch đại tràng tức là chúng ta đưa nước vào À, ngày nay thì người ta đưa cái nước cà phê hữu cơ vào người ta gọi là enema coffee các bạn lên mạng các bạn search cái từ khóa enema coffee đã, để các bạn áp dụng hồi xưa bà tống mỹ linh đã nhờ bác sĩ bơm vô à, nhưng ngày nay thì nó không có phức tạp như vậy ngày nay đơn giản hơn nhiều nó có một cái gọi là một cái bốc nó kêu bằng cái bốc đúng không thì cái mốc này đa số người ta làm diện, dung tích nó khoảng tầm là 1,8 lít. Đó, 1,8 lít. Đó. Thì chúng ta sử dụng 1 lít rưỡi thôi. 1,5 lít là được rồi. Đó, hoặc là 1,2 thôi. Bác sĩ chuyên gia thì ông kêu là làm 1 lít thôi. Tối đa 1 lít thôi, đừng có làm nhiều quá. Đó. Thì tùy, tùy mỗi người. Đó, nhưng mà bác sĩ sinh gia ông kêu làm 1 lít thôi ha đừng làm nhiều rồi thì nó có một cái vòi có một cái ống ống đúng không thì chúng ta đưa cái ống này vào trong cái hậu môn ở đây đương nhiên nó có một cái van để chúng ta điều chỉnh lưu lượng cái bốc này chúng ta treo cao lên chúng ta treo bốc này cao lên cái van này điều chỉnh lưu lượng ở đây nó có một cái vòi nữa một cái một cái ống gọi là cái ống ống thục tháo đúng không Cái ống thục tháo chúng ta đưa vào trong hậu môn Đương nhiên trước khi đưa thì chúng ta bôi dầu dừa. Đấy không? Chúng ta bôi vào dầu dầu dừa. Chúng ta bôi dầu dừa trên cả cái ống cả cái ống thuộc tháo này nè. Cái hoặc là bạn gọi là ống thông. Đi ra ngoài tiệm y tế bạn nói là bán cái ống thông tiểu. Đấy không? Thì nó sẽ bán cho bạn cái ống này. Đó. Bạn bôi dầu dừa trên cái ống thông. Cũng như là bạn bôi dầu dừa trong bên trong cái hậu môn của bạn. Đó. Rồi sau đó bạn đưa ống này vào, bắt đầu bạn từ từ bạn nằm xuống. Bạn nghiêng qua bên phải ha, bạn nằm xuống nghiêng qua bên phải. Và bạn mở van từ từ, van này điều chỉnh lưu lượng. Nước nó sẽ từ từ nó chảy vào. Bạn ngâm trong đó khoảng tầm 10 phút. Phân nó rã ra, nó mềm, nó rã ra thì bạn đi ra rất là dễ dàng. Là rất là dễ dàng. Đã. Đặc biệt là những cái phân cứng này nè, người ta gọi là phân đóng khối. Phân đóng khối rất là cứng. Nó dai lắm Có thể bạn làm cả tháng trời nó mới ra hết Thế mỗi ngày nó mềm chút Nhưng mà nó chưa ra nó lì lắm Mỗi ngày nó mềm chút Nó mềm chút từ từ Lâu ngày nó mới ra Đó. Khó ra Đó, Thì ngày nay người ta có thể Cái nước này á, Hồi xưa bà Tống Mỹ Linh bà làm là nước ấm Đó. Nước ấm thôi Thì ngày nay thì nó có là cà phê hữu cơ Tức là lấy cái cà phê sống Đó, không? Người ta sai nhiễn nó ra À, cà phê sống nha phải xa nhuyễn ra và đem nấu lên đó nấu lên một hai muỗng à, tùy người thì à, là cái nhà sản xuất thì người ta nói là nấu ba muỗng tuy nhiên bạn làm sạch rồi thì thôi bạn không cần phải nấu ba muỗng đâu nhiều cà phê quá bạn sẽ bị xỉn cà phê tại vì cà phê nó vào trong đây nó thấm qua thành ruột nó thấm qua thành ruột nó đi vào trong máu thì làm cho bạn bị xỉn cà phê cho nên bạn lấy ít thôi thì khoảng tầm một muỗng thôi hay nửa muỗng gì đó thì tùy tùy bạn thôi thì để anh chi khi cái cà phê nó thấm vô thì nó bắt đầu nó nó kích thích cái cái sự tuần hoàn máu nó nhanh hơn mạnh hơn đúng không nó làm cho tim đập mạnh hơn xíu đó và tăng áp sức lên như vậy thì cái sự tuần hoàn máu nó mạnh hơn và cái khả năng mà tống độc ra ngoài nó cao hơn nhất là những người mới làm thì chúng ta có thể tăng cái lượng cà phê chút xíu còn những người làm lâu quen rồi thì cái đường ruột nó sạch rồi cái đường ruột nó đẹp rồi thì không cần phải nhiều cà phê nữa Nước ấm thôi là được rồi Đó Tại vì cái đường ruột nó đẹp rồi Trước khi làm bạn nên nội sôi đại tràng trước đi Để bạn thấy cái cái đại tràng của bạn nó xấu cỡ nào Nó ghê cỡ nào, nó đen cỡ nào Đó Rất là đen Thì mình đưa cho các bạn đã, Cái hình đã không Trước và sau khi Trước không? Trước và sau khi người ta sử dụng cái phương pháp mà làm sạch đại tràng thì bạn thấy à, trước khi làm bạn cứ nội soi trước đi rồi sau đó khoảng một tháng bạn nội soi lại à, rồi sau đó hai ba tháng bạn nội soi đại tràng của bạn lại thì bạn sẽ thấy cái đại tràng của bạn nó đẹp như thế nào à, còn trước đó nó kinh tởm như thế nào nhất là những người ăn thịt ăn thịt càng nhiều phải không đại tràng nó càng rất là xấu như vậy thì đặc biệt là cái người nào mà ham ăn thịt đó phải không ham ăn thịt đó bị cám dỗ bởi thịt đó là càng phải áp dụng cái phương pháp làm sạch đại tràng này có thể bạn chưa có bị bệnh đâu bạn nói ở tôi ăn thịt nhiều tôi hút thuốc tôi uống rượu nhưng mà tôi khỏe 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 như trâu thì bạn chưa bị bệnh là tại vì là bạn may mắn là cha mẹ bạn sinh bạn ra bạn có một cái thể chất của nó khỏe mạnh hơn người à cái thể chất của bạn nó may mắn là do cha mẹ sinh ra nó khỏe mạnh hơn người lúc mà cha mẹ bạn không à, à, tạo ra cái tế bào đầu tiên của bạn đó tức là cái hợp tử đó là lúc đó ba mẹ của bạn đang cái tuổi sung sung mãn đang rất là khỏe, không có bị say rượu, không có bị khói độc thuốc lá. Cho nên bạn khỏe mạnh, bạn may mắn, bạn có nhiều enzyme hơn người ta, bạn có nhiều enzyme dồi dào hơn người ta. Cho nên bạn ăn uống bậy bạ, bạn uống nước ngọt, bạn ăn mì gói, bạn ăn thịt, Đã, bạn nhậu, bạn hút thuốc, mà bạn vẫn sống dài. Là tại bạn may mắn thôi, là bạn nhiều enzyme. Tuy nhiên, có một cái điều rất là quan trọng. Có những người nói tôi hút thuốc từ năm 16 tuổi mà 90 tuổi tôi mới chết. Thấy không? Cho nên tôi hút thuốc, tôi vẫn sống dài nè. Tôi vẫn sống thọ nè. Thì chúng ta lưu ý Theo bác sĩ sinh gia Cái tuổi thọ tự nhiên của con người Cái tuổi thọ tự nhiên Mà tạo hóa Tức là mẹ tự nhiên Hay còn gọi là thiên chúa Hả? Thiên chúa Tức là tạo hóa Tức là mẹ tự nhiên Ban cho con người Cái tuổi thọ tự nhiên Là 120 tuổi Đây là cái tuổi thọ tự nhiên của con người, 120 tuổi. Nếu như ăn đúng, uống đúng, vận động hợp lý, điều độ, nghỉ ngơi hợp lý. Tinh thần thoải mái và tinh thần gọi là tinh thần tích cực đó, lạc quan đó thì sẽ sống được 120 tuổi là chuyện bình thường. Cho nên cái ông kia mà ông nói ông hút thuốc quá trời luôn, ông sống được 90 tuổi. Thế là ông may mắn có được một cái thể trạng, một cái thể chất rất tốt. Nếu như ông không hút thuốc, ông sẽ sống tới 120 tuổi. Như vậy chính vì ông hút thuốc, cho nên ông đã giảm 30 năm tuổi thọ rồi. Đó. Thật ra bạn thấy có những người họ uống rượu kinh hoàng luôn mà họ vẫn sống dài. Nếu như họ không uống rượu Họ sẽ sống tới 120 tuổi luôn Mà tại vì họ uống rượu Cho nên 90 tuổi họ chết Đó là như vậy Thành ra chúng ta may mắn có được Cái thể chất tốt Thì đương nhiên chúng ta mừng Chúng ta tạ ơn mẹ tự nhiên Chúng ta tạ ơn cha mẹ của mình Bởi vì cha mẹ của mình Đã kết tinh ra mình Trong một cái giai đoạn tuyệt vời trong cái lúc cái khí hậu tuyệt vời à cái à, điều kiện tự nhiên lúc đó nó quá phù hợp nó quá thuận lợi đi cho nên là chúng ta cái tế bào đầu tiên à, cái hợp tử á, nó lại quá khỏe mạnh đi và nó sinh sôi nó nhân đôi à, cuối cùng là nó, nó ra một cái cơ thể con người rất là khỏe mạnh chúng ta thấy có những người họ khỏe kinh khủng khỏe luôn mà những người khác không hiểu tại sao họ khỏe như vậy thì là tại vì là họ may mắn nó có được cái yếu tố cha mẹ À, đang trong cái quá trình khỏe mạnh không bị nhiễm độc và đồng thời là lúc đó cái điều kiện ngoại cảnh rất rất là thuận lợi ví dụ như là lã bố không ai quánh lợi lã bố hết và ba người lưu quan trương quánh cũng không lợi lã bố luôn nghĩa là bình sinh cái bẩm sinh là lã bố nó rất là kinh khủng khiếp cái sức khỏe của nó rất là phi thường đó là cái may mắn về mặt sức khỏe mình đang nói về mặt sức khỏe hoặc là quan văn trường cái bình sinh ổng rất là khỏe mạnh cộng thêm cái bản mặt thấy mà ghê nữa đó là bản mặt đỏ ngầu đỏ chét chân mày dựng lên râu tóc dài thòn nhìn nó rất là bậm trợn và người ta nhìn nhiều khi người ta nhìn người ta tự nhìn người ta thấy sợ người ta có người ông, ông trở mắt lên cái là người ta sợ quá người ta chết ngay tại chỗ đó còn có những người tập võ điên cuồng luôn mà cũng không quấn lại ai hết không khỏe được thế vì xui lúc đó ông già ổng đang nhậu xỉn xe quắc cần câu rồi và cái con tinh trùng lúc đó nó rất là yếu đã Thì xui nhất cái con tinh trùng là, là lại lúc mà nó 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 một đám đó ông nó rất là yếu và nó thụ tinh, què quặt, rồi lúc này cái người mẹ ăn uống sai lầm nữa, dẫn đến cái sự phát triển của bầu thai nó không tốt, đó. và chúng ta sẵn đây thì nói thêm, có nghĩa rằng á, là cái khối lượng cơ thể nó tăng hàng tỷ lần, nó tăng hàng tỷ lần, là trong khi mà đứa bé nó còn nằm trong bụng mẹ Tức là từ một cái hợp tử Có khối lượng tính bằng microgram Đúng không? Hợp tử có khối lượng tính bằng microgram Mà tăng lên thành 3 kg Hoặc là 2,8 kg 8 Hoặc là có đứa 4 kg Đó, Coi như là 3 kg Trung bình là 3 kg thì có phải cái khối lượng nó tăng hàng tỷ lần trong bụng không? Rồi từ khi nó lọt lòng là 3 kg cho đến khi nó 60 kg là nó chỉ tăng có 20 lần thôi. Như vậy khối lượng tăng 20 lần ở ngoài trong khi lại tăng hàng tỷ lần ở trong bụng. Như vậy rõ ràng là cái quá trình mà người mẹ mang thai à, Cái chế độ ăn uống của người mẹ cực kỳ quan trọng ăn sai dẫn đến đứa con nó què hoặc nó bị bệnh yếu có thể không què hoặc nhưng mà nó yếu nhất bệnh suốt ngày nó khóc suốt ngày có những đứa trẻ sinh ra nó khóc suốt ngày ta gọi là khóc dạ đề có đứa nó khóc 3 tháng dạ đề có đứa nó quất cho 4 tháng dạ đề có đứa 6 tháng có đứa nó 10 tháng luôn nó khóc dạ đề 10 tháng luôn bạn thấy khủng khiếp cỡ nào nó khóc 3 tháng thôi là đã muốn điên rồi Mà nó khóc 10 tháng thì càng điên cỡ nào nữa Đó Cha mẹ là coi như là Chịu hết nổi luôn Đó Thì vừa rồi đó, Vừa rồi có một cái câu chuyện Sẵn đây mình kể luôn Cái anh này ảnh mới Là mê World Cup quá Đi coi đá banh Coi đá banh là bắt đầu là à, coi mà mấy tuần luôn đi bỏ nhà đi vợ nhà khuyên hoài không nghe vợ nhà chăm hai đứa con đã khuyên hoài không nghe cứ bỏ đi coi đá banh thì đi mấy tuần mới về thì lúc về anh này mới ôm cái ba lô à, đeo cái ba lô phía sau á điện thoại thì chắc là tắt nguồn hay là hết pin gì rồi dục trong ba lô luôn hí ha hí hửng về ôm theo trái banh tay ôm theo trái banh và tơn tơn vui vẻ coi quanh cấp về mà tinh thần thoải mái đi tân tơn lên vô thang máy bắt đầu thấy mọi người bu đông quá ủa mới hỏi mấy người trong thang máy sao bu đông dữ vậy người ta nói à ở trên cái tầng đó đó có án mạng anh này ô cái tầng đó tầng tôi ở mà phòng máy vậy thế à cái phòng đó đó đúng ngay cái phòng của có gì? Vợ chồng ảnh luôn Đúng ngay vợ chồng ảnh luôn Lúc này anh bổng rủng rồi Hỏi án mạng gì? Là tại vì cái cô vợ này ở nhà Chăm hai đứa con Bạn biết stress vô cùng stress luôn Một mình cô vợ ở nhà chăm hai đứa con là vô cùng stress Đặc biệt là sao? Tiền, bạc, đúng không? đó là một cái nỗi ám ảnh rồi không có người thân phụ nữa thằng chồng thì không có trách nhiệm đi coi quanh Cup. cô vợ ở nhà có stress mà cái đứa nhỏ thì nó khóc giả dạ đề nữa cổ stress quá giống như mình nói tâm thần luôn cái đó là cái đó là trước sau gì cũng tâm thần thôi nếu kéo dài tình trạng đó trước sau cũng tâm thần thôi thì cô này cổ Nói chung là cổ không có còn tỉnh táo nữa rồi Đó Cổ mới siết cổ hai đứa Siết cổ hai đứa con chết luôn Quá stress. Và cổ ngóc đầu cổ ngồi cổ, cổ rung rung cổ ngồi cổ cô... Như là một cái người Người ta gọi là bị mất hồn đó. Mà thật ra không phải mất hồn Mà thật ra là cổ không có còn Cái tâm trí cái gì để mà suy nghĩ nó Giờ nói chung là Cổ stress rồi Cổ trầm cảm luôn rồi đó thì các bạn thấy rằng là nếu như mà lúc mà người mẹ mang thai mà ăn uống sai ảnh hưởng đến thai nhi khi cái thai nhi nó chui ra có những đứa trẻ nó khóc dữ lắm nó khóc kinh khủng lắm nó yếu là do sức khỏe nó yếu nó khóc mà dân gian mình gọi là khóc giả đề nhưng mà thật ra là nó yếu cha mẹ phải kiểm điểm lại cái chế độ ăn uống của mình rồi bây giờ à, kết luận về cái việc mà làm sạch cái đại tràng đã. thì chúng ta có thể dùng cái phương pháp là đưa nước vào trong cái đại tràng đã. để cho phân nó mềm ra và đi ra cho nó dễ dàng thì đối với những người mà ăn thịt nhiều ít ăn rau bị táo bón đã, bị bệnh trĩ là phải áp dụng cái phương pháp này đã. Thì nó còn một cái cách nữa Đó là không chỉ làm sạch Đại tràng không đâu Mà nó làm sạch luôn cái ruột non luôn Nó làm sạch luôn cái cơ thể luôn đã Mà bác sĩ sinh gia nói Đó là uống nước tốt Uống nước tốt đã, Tức là đầu tiên bác sĩ nói là Ăn Uống đúng cách Phải ăn và uống đúng cái cách Sau đó phải ăn và uống đúng cái nước tốt nữa Tức là chúng ta dùng nước tốt để nấu ăn, dùng nước tốt để uống, thì cái nước tốt này nó cũng có thể lôi chất độc ra. Đó, nó lôi chất độc ra. Nếu chúng ta áp dụng cả hai thì càng tốt, vừa làm sạch đại tràng bằng nước, mà vừa uống nước tốt nó thì nó lôi rất là nhiều cái chất cặn bã, cái chất, cái gốc gọi là cái gốc tự do oxy hóa trong cơ thể chúng ta nó có rất là nhiều, đặc biệt những người ăn thịt, Đó, những người ăn thuốc tồn dư, À cái tàn dư cái, cái cái thuốc bảo vệ thực vật. À, cái cái chất đó cái thuốc bảo vệ thực vật nó còn trong rau, củ quả đó. Đưa vào cơ thể thì cơ thể chúng ta nó có rất là nhiều cái gốc tự do siêu hóa. Thì chúng ta phải lôi gốc tự do siêu hóa đó ra bằng cái nước tốt. Đã. Nước tốt là nó có ba cái đặc tính. Thứ nhất là nó chống lại cái sự siêu hóa. Đó thì nó sẽ lôi cái gốc tự do siêu hóa ra ngoài cái đặc tính thứ hai đó là cái nước tốt này nó có cái tính kiềm có tính kiềm tức là cái máu của chúng ta nó có cái pH là khoảng à, 7.4 cái độ pH của máu khoảng 7.4 tức là máu chúng ta nó hơi hơi kiềm đó chúng ta mà lại cơ thể lại có nhiều gốc tự do siêu hóa thì làm cho máu nó bị nhiễm axit máu nó có axit. Mà nếu máu axit nhiều quá. Đó, và lâu dài liên tục thì sẽ bị ung thư, bị nhiều bệnh khác, bị rối loạn cơ thể. Đó. Tiểu đường cũng từ đó mà ra. Đó, rồi bị mở trong máu cũng từ đó mà ra. Rồi cao huyết áp cũng từ đó mà ra. Đã. Cho nên á là chúng ta phải trung hòa cái gốc, trung hòa cái axit để làm cho cái máu nó có cái tính kiềm như vậy thì do cơ thể nó trong cái quá trình tiêu hóa thức ăn đặc biệt là tiêu hóa thịt, sữa, trứng, à, dầu bơ thực vật, mỡ trù, bánh ngọt rồi đó, nước ngọt, à, thức ăn nhanh, mì gối, thì trong quá trình tiêu hóa những cái độc hại đó đó thì nó sẽ sinh ra cái axit rất nhiều và để trung hòa axit đó thì chúng ta phải uống nước tốt thì nước tốt nó có cái tính kiềm nó sẽ trung hòa được cái axit dư đó đó làm cho máu của chúng ta nó có được cái môi trường tốt và khi máu của chúng ta nó có môi trường tốt đã, thì nó sẽ vận chuyển chất chất dinh dưỡng đó, cũng như là nó vận chuyển oxy đến các cái tế bào nó thuận lợi hơn chúng ta thông khi cơ thể chúng ta thông thì nó không đau à, cơ thể chúng ta đau có nghĩa là nó không thông Đã. và cái đặc điểm thứ ba của nước tốt đó là nó có cái cấu trúc phân tử nhỏ tức là các cái phân tử nước nó có cái liên kết hydro và các cái liên kết hydro này nó liên kết với nhau nhiều cái phân tử nước nó dính vào thành một cục gọi là cấu trúc phân tử nước lớn Đã. thì làm sao chúng ta phá bỏ cái liên kết hydro này để nó thành những cái phân tử nước những cái cấu trúc phân tử nước nhỏ tức là nó có nhiều phân tử hợp lại với nhau ta gọi là cấu trúc phân tử nhắc lại nhiều phân tử nước dính lại với nhau gọi là cấu trúc phân tử nó sở dĩ nó dính được với nhau là tại vì nó có liên kết hydro đó những cái cấu trúc phân tử nhỏ như vậy nó sẽ môi được nó sẽ đi vào trong mỏ ngõ ngách của cơ thể đó, nó cung cấp với dưỡng chất cung cấp oxy cũng như là nó môi những chất độc ra ngoài đó Cho nên nếu chúng ta uống cái nước tốt thấy không Nước tốt chúng ta phải đựng trong chai thủy tinh Nước tốt các bạn Phải đựng trong chai thủy tinh Và cái nút Cái nắp đó Chúng ta phải Cái nắp đó bằng cao su thấy không Cái nắp cái bằng cao su các bạn Và chúng ta Đậy Chúng ta đậy kín Thì chúng ta sẽ giữ được cái nước tốt này trong vòng khoảng tầm là 3 ngày. Còn nếu chúng ta đựng nước tốt trong cái chai nhựa thì nó sẽ mau mất tác dụng của cái nước tốt. Nó mau mất tác dụng của nước tốt. Và đồng thời nó cũng làm cho các cái phân tử nhựa tan vào trong nước. Rất là nguy hiểm. Cho nên chúng ta phải đựng nước tốt trong chai thủy tinh. Và sau 3 ngày các bạn đo lại cái tính gọi là cái độ à, chống lại cái sự oxy hóa. của nước tốt này á thì à, nó vẫn à, đương nhiên nó sẽ bị giảm nhưng mà nó vẫn còn cao. Còn nếu chúng ta cùng nước tốt đó, nhưng mà chúng ta đựng trong chai nhựa thì sau 3 ngày thì cái à, khả năng chống lại oxy hóa của nước tốt nó bị mất đi. Còn trong cái chai thủy tinh thì nó còn lâu hơn được xíu. Nói chung nước tốt đựng trong chai thủy tinh đã và giữ được 3 ngày. À các bạn nào mà cần nước tốt mà ở gần nhà mình thì cứ chạy qua nhà mình lấy Hay không? bạn nào cần nước tốt mà ở gần nhà mình nhà mình à, mình đang thuê nhà hiện tại mình đang thuê nhà ở quận tám thì à, sắp tới mình cũng sẽ dọn đi sắp tới mình sẽ dọn đi về quê sắp tới mình dọn về quê à, để mình trồng rau mình ăn à, trồng rau cỏ mình 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 ăn cho nên là hiện tại thì mình vẫn còn ở trọ à, ở à, quận 8 thì bạn nào mà gần nhà mình thì chạy qua nhà mình lấy nước tốt thì đem theo chai thủy tinh đó thì để mà chứa nước tốt thì có tác dụng trong 3 ngày thôi và sau 3 ngày đó nó không có còn tác dụng nữa thì cái nước tốt này nó khi nó uống vào trong cơ thể đúng không uống vào trong cơ thể nó sẽ lôi những cái độc tố ra ngoài không chỉ ở đại tràng đâu mà nó lôi luôn từ cái trong cái ruột non nó lôi ra luôn nó dồn vô đại tràng nó lôi hết ra ngoài luôn đó là phải uống nước tốt là như vậy bạn nào ở gần nhà mình thì cứ chạy qua nhà mình lấy nha các bạn cứ inbox ha mình sẽ cho cái thông tin để các bạn đến nhà mình nhận nước tốt đó như vậy thì à, nhắc lại là bác sĩ sinh gia nói là đầu tiên là phải điều chỉnh cái cách ăn và uống sau đó điều chỉnh cái nước ăn và uống đó mà cái nước đó phải là nước tốt mà nước tốt nó có ba đặc tính hồi nãy kể rồi đó ha đó đó mới gọi là nước tốt thì về cái nước tốt này á thì có lẽ là mình sẽ nói rõ hơn trong cái video một cái video nào đó một cái video mà mình nói chuyên về nước tốt đi đó còn hiện tại thì mình giới thiệu là nước tốt nó có ba cái đặc tính là như vậy bây giờ mình quay lại cái vấn đề mà ông bác sĩ sinh da ông nói tức là ông nhìn vào cái nước da đó thì ổng biết được cái tuổi của đường ruột Đã. thì cái người à, mà họ trông già khú trông già hơn tuổi là bởi vì cái người đó có cái tràng tướng xấu tràng ha, không tràng tướng à, à, tràng là ruột đó thì tràng tướng tức là tức là cái à, cái tướng của à, gọi là cái hình hài cái hình dáng đúng không cái à, cái chất cái chất lượng á, cái chất lượng của cái à, cái đại tràng cái 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 ruột á, chất lượng của cái ruột nó xấu Thì chất lượng ruột nó xấu thì sao tức là không chỉ nói đại tràng không đâu mà nói cả luôn cái ruột non nữa cái chất lượng ruột của cái người này mà nó xấu gọi là ruột xấu đó thì có phải là cái người này bài tiết kém không bài tiết chất độc ra ngoài chất thải bài tiết chất thải chất thải thì đương nhiên nó chứa chất độc à, bài tiết chất thải nó rất là kém cho nên cái chất thải này nó phải làm sao nó đi vào nó thấm vào thành ruột hồi nãy nói rồi ha nó thấm vào thành ruột nó vào trong cái mạch máu cái huyết quản nó di chuyển rồi nó có thể nó thoát ra ngoài qua đường tiểu hoặc là nó thoát ra ngoài qua cái đường mồ hôi Đã. thoát ra qua cái đường mồ hôi và khi cái độc tố này mà nó đi ra từ cái đường mồ hôi đó, có phải nó làm cho cái da giống như nó tấn công vào cái da, làm cho cái da bị tổn thương. Nó là chất độc mà, nó tấn công da làm da bị tổn thương. Như vậy cái da người này sẽ sẽ nhăn, sẽ nhăn. Sẽ xấu cái sắc, cái sắc. Rồi đó là da thôi còn cái cái mặt thì sao? Da mặt cũng sẽ xấu, cũng sẽ nhăn. Đã. và cái độ sáng của con ngươi nó cũng giảm đi cho nên á là cái việc mà cái ruột nó xấu nó ảnh hưởng lên cái bề ngoài cái bề ngoài chúng ta là gì là da bề ngoài chúng ta là da da sẽ xấu sẽ nhăn là, tức là già đó nhìn già khú da mà vừa xấu mà vừa nhăn là phải nhìn già khú không cho nên gọi là già hơn tuổi già trước tuổi đã. Già trước tuổi. Da nhăn quá, xấu quá. Đà. Nhiều nám quá. Nhiều tàn nhang quá. Nám quá trời quá đất. Như vậy, vậy là bị bị già trước tuổi là tại vì cái ruột nó xấu. Cho nên chúng ta nãy giờ nói nhiều để chúng ta biết cái tầm quan trọng của cái ruột là chúng ta phải điều chỉnh cái ruột. Điều chỉnh bằng cách nào đúng không? Điều chỉnh bằng cách ăn uống Cách ăn uống và nguồn nước để mà ăn uống Đó, nhớ vậy Chúng ta sẽ điều chỉnh được Cái tình trạng mà táo bón kéo dài Đó Thì chất độc nó không được à, Tống ra bên ngoài à, Một cách hoàn toàn Đúng không? Nó vẫn tống ra ngoài Ví dụ như là sau 5-10 ngày thì Có những người cả tuần mà đi đi cầu có hai lần cái người mà họ đi cầu ví dụ như một ngày họ đi cầu hai lần đó là bình thường hai lần là bình thường có những người một tuần đi có hai lần không biết có người nào một tuần đi một lần không mình không biết cái đó là, đó là, đó là táo bón nặng rồi đó thì cho dù mình bị táo bón hai ngày thôi thì cũng là táo bón rồi đó là hai ngày mà mới đi cầu một lần là cũng là táo bón rồi và như vậy thì cái chất độc nó không được tống ra ngoài cơ thể một cách hoàn toàn Đã. như vậy nó tích tụ bên trong đường ruột Đã. Đã. và à, nãy nói rồi đó thấm qua thành ruột và nó đi lòng vòng trong máu nó à, bị thảy ra ngoài qua cái tiếng mồ hôi làm cho da bị tấn công da bị tổn thương và có thể mắc cái bệnh là bị vẫy nến Hoặc là thậm chí là bị chàm à, Vậy da bị vẫy nến Da bị chàm Là do đường ruột nó xấu Bị táo bón Như vậy muốn hết thì sao Thì một là Là chúng ta làm sạch đại tràng mỗi ngày Mà nếu ngon nữa Thì chúng ta kiếm được cái nguồn nước tốt Đúng không Chúng ta uống nước tốt thì nó tống ra và những người uống nước tốt trong vòng khoảng tầm một tháng thôi tức là đầu tiên uống nước tốt này khoảng tầm là một ngày thấy hiệu quả rõ rệt liền tức là sao cái ngày đó nó sẽ bớt ra mồ hôi hồi trước mồ hôi ra quá trời quá đất thì uống một ngày thôi các bạn uống nước tốt một ngày thôi không? là nó sẽ bớt ra mồ hôi liền đó bớt ra mồ hôi liền đó và cái à, vùng da mà nó bị tổn thương đó, nó sẽ cái da nó sẽ giảm xuống cái 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 triệu chứng tổn thương nó sẽ giảm xuống và sau một tháng sử dụng nước tốt trong kể cả uống và kể cả nấu ăn cũng như là rửa trái cây rửa rau rồi rửa gạo trước khi nấu cơm nấu cơm bằng nước tốt sau một tháng là thấy hiệu quả rõ ràng bởi vì sao nó làm cho cơ thể chúng ta sạch đúng không nó làm cho đường ruột chúng ta sạch nó làm cho cái chất độc bị tống ra ngoài rất là nhiều và như vậy nó giảm cái sự à, giảm cái chất độc thoát qua da và làm giảm tổn thương à, giảm tổn thương đến cái à, cái da như vậy thì một người họ có bệnh về da mà không phải do yếu tố bên ngoài nha họ bị bệnh về vấn đề da mà không phải do yếu tố bên ngoài thì vậy là yếu tố gì là do đường ruột họ xấu thôi à do đường ruột họ xấu Ví dụ cái người bị ngoài da mà do bị phỏng thì cái đó gọi là yếu tố bên ngoài bị rắn cắn, bị cái con gì nó cắn. Đó. Hoặc là con gì nó nó xịt cái chất độc cho mấy con sâu nó xịt chất độc vô da làm cho da chúng ta ngứa lên, người ta sưng lên, người ta bị đỏ lên. Thì cái đó là cái yếu tố bên ngoài mình không bạn. Mà những người bị những cái bệnh về da mà không phải do bên ngoài thì tức là nó do bên trong. Mà cụ thể đó chính là do cái đường ruột của họ. Nói chúng ta phải áp dụng liền cái việc và sử dụng nước tốt và làm sạch đại tràng mỗi ngày đương nhiên làm sạch đại tràng nó chỉ làm sạch cái đại tràng thôi chứ nó, nó không có đi được cái ruột non muốn muốn sạch luôn cái ruột non luôn là dùng nước tốt là như vậy bây giờ đó, thì chúng ta nói tại sao bị táo bón Đấy không tại sao bị táo bón hồi nãy mình cũng có nói sơ sơ Chúng ta lưu ý là trong cái quá trình mà mình nói về à, Cái à, khoa học à, thực dưỡng hiện đại này đó Có một số vấn đề mình lại nói trùng lại, nói lập lại Đã. Thì các bạn canh chị thông cảm Đã. Là bởi vì sao? Là bởi vì chính ngay cả ông bác sĩ sinh ra Ông cũng nói trùng lại, tức là ví dụ như bởi vì tất cả mọi nguyên nhân nó cũng đi từ cái ruột mà ra thôi. Cũng đi từ giải thích từ ruột mà ra. Cho nên ví dụ nói về cái bệnh ung thư thì cũng bắt đầu từ ruột. Nói về cái bệnh gao cũng phải bắt đầu từ ruột. Nói về à, cái bệnh à, à, tiểu đường, nó cũng bắt đầu từ cái ruột luôn. Thì tất cả các bệnh đều từ ruột mà chúng ta nói ra hết. Thế cho nên nhiều vấn đề mình lại nói trùng để đi. Thì các bạn thông cảm vì ông sinh ra là một bác sĩ chuyên nghiệp Mà ông còn nói trùng mà Ông cần nhiều khi ông cũng lòng vòng hoài có một cái vấn đề như vậy thôi Cho nên là nhiều khi mình nói trùng thì các anh chị thông cảm Đã. Bây giờ mình nói là tại sao bị táo bón ha đó Nếu như đường ruột tốt là nó không bị táo bón Đường ruột tốt, đúng không? Đường ruột tốt là tống ra rồi, không có bị táo bón Chỉ có đường ruột xấu mới bị táo bón mà thôi đã. thì bây giờ nếu như mà bạn ăn thịt bạn không chịu ăn rau bạn ăn quá ít rau có những người ăn rất là ít rau mình thấy có có người có người là chụp khoe cái tô cơm chụp khoe cái tô cơm buổi tối lên trên facebook Đã. mình nhìn vô cái tô cơm thì cái tô cơm nó như thế này gạo trắng Thấy không? gạo trắng là gạo đã chết gạo trắng nó không có cái chất sơ thực thực phẩm chúng ta lưu ý cái chất sơ thực phẩm nó có cái tác dụng Lôi độc tố ra ngoài Đà. Lôi độc tố ra ngoài đó là tác dụng của chất sơ tức là cái chất cái chất sơ trong cái cái cái, cái vỏ của cái cái vỏ lụa của cái gạo lứt đó Đà. chất sơ đó nó giúp cho bài tiết rất tốt rất tốt cho bài tiết còn cái mầm của gạo lứt nó lôi cái tồn dư thuốc bảo vệ thực vật lôi ra dục như vậy bây giờ đó, ăn cơm gạo trắng là không tốt cái người này có người hay ăn chụp lên à ăn khuya nữa chứ đúng không tô cơm gạo trắng có một miếng sườn đó là ăn thịt ăn thịt là bị táo bón có nhiều người ăn thịt nhiều mà họ không bị táo bón là tại vì họ ăn thịt nhiều nhưng mà họ ăn rất nhiều rau cho nên họ ăn thịt nhiều mà họ ăn rau nó, nó không bị táo bón hoặc là gì nè hoặc là họ không không ăn rau luôn nhưng mà tại vì vốn dĩ là mà hồi nãy mình nói rồi bẩm sinh ba mẹ họ sinh họ ra có cơ thể rất là cường tráng họ cất có rất là nhiều enzyme trong cơ thể cho nên mặc dù họ ăn thịt họ không ăn rau luôn nhưng mà họ vẫn chưa bị táo bón là tại vì enzyme họ còn nhiều họ còn khỏe sức trai sức trâu đúng không enzyme họ nhiều cho nên họ chưa bị táo bón nhưng một ngày nào đó khi họ bị cạn kiệt enzyme họ sẽ bị táo bón họ sẽ bị thôi trước sau gì cũng bị thôi đã cái này không phải trù mà cái này thực tế là nó như vậy bác sĩ sinh gia ông giải thích là như vậy đúng không tô cơm gạo trắng có một miếng miếng sườn nướng quét mở hành Đó. mở động vật là cực kỳ khủng khiếp mở động vật tức là mở cho dù là mở bò hay trâu hay heo đã, hay gà hay vịt hay chim Điều là rất nguy hiểm cho cơ thể con người tại vì sao tại vì bò trâu nó có thân nhiệt cao hơn người. Heo nó có thân nhiệt cao hơn người. Gà nó có thân nhiệt còn cao hơn nữa. Và chim nó có thân nhiệt cao nhất luôn. Khi mà chúng ta ăn thịt. Động vật. À, trâu bò. Heo gà ngang. Heo gà vịt ngang chim. Thì cái mỡ trong cái protein động vật đó. Nó đi vào trong cơ thể chúng ta là người có thân nhiệt thấp hơn. Cũng y như rằng chúng ta đem cục mỡ mà chúng ta bỏ vô trong tủ lạnh. Tại vì cái mỡ của động vật, thí dụ mỡ của con heo nó tan tốt trong cái cơ thể con heo. Mà mỡ của con heo thì nó không thể tan tốt trong cơ thể con người vì con người có thân nhiệt thấp hơn con heo. Cho nên mỡ con heo nó vô trong cơ thể con người giống như nó đi vào tủ lạnh và nó sẽ bị đông lại khi nó đông lại như vậy máu này máu ăn nhiều thịt đúng không ăn nhiều thịt động vật máu sẽ bị nhiễm một lượng mỡ nhất định mỡ này nó bị đông lại đặc biệt là cái mùa lạnh nữa chứ cái mùa đông nó lạnh máu này nó đông lại nó làm tắc nghẽn các cái mạch máu và tăng áp sức đúng không nó làm tắc nghẽn mà nó làm hẹp đúng không có thể hỏng tắt nhưng mà nó hẹp nó tăng áp sức máu ở trong cái mạch gọi à, là bị mở trong máu và dẫn đến là bị cao huyết áp đó cho nên ăn một cái chén cơm tắm gạo trắng có một miếng sườn rồi quét thêm đã miếng sườn là đã thấy ghê rồi đúng không trong miếng sườn đó thế nào nó cũng có mỡ mỡ heo mà lại còn quét thêm mỡ hành nữa là bạn thấy khủng khiếp chưa Rồi lại bỏ thêm mấy cái miếng bò viên vô nữa Quá khủng khiếp chưa Thì lẽ ra người ta phải ăn rau nhiều vô Để mà nó quật ra Nó tống cái độc tố ra Đương nhiên nó tống không hết đâu rồi à nha Tại vì ăn như vậy là nó tốn rất nhiều enzyme Ăn như vậy tốn rất nhiều enzyme trong cơ thể để tống độc tố ra ngoài cho dù là tống được độc tố ra ngoài thì vẫn để lại trong cơ thể rất nhiều cái gốc tự do oxy hóa thì nhắc lại cái tô cơm tấm đó rồi mì gói nữa có nhiều người khoe lên nữa buổi tối ăn ăn khuya nữa chứ ăn khuya chúng ta lưu ý ăn khuya nó không cung cấp năng lượng mà nó biến thành mỡ à, ăn khuya nó không cung cấp thành năng lượng đâu nó biến thành mỡ đừng có nghĩ là ăn ăn ngũ cốc, thấy không? tức là ăn 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 tinh bột á, nó không biến thành mỡ. ăn tinh bột nó biến thành mỡ chứ, nó tăng cái lượng đường trong cơ thể, Tiến tụy nó tiết ra insulin để hấp thu cái đường đó và cái cơ thể chúng ta nó sẽ biến cái đường đó thành cái mỡ dự trữ chứ không phải là là không thành mỡ đâu. Đừng có nghĩ ăn chỉ có ăn thịt mới thành mỡ Rồi ăn tinh bột không thành mỡ Đó Ăn khuya là nó thành mỡ Đã không Rồi ăn khuya Khoe lên Mà chúng ta thấy rất là nguy hiểm ở chỗ là Cái cơm tấm mà các bạn Người ta không có bỏ rau Người ta sắc cho bạn ba lát dưa với lại là ba lát cà gọi là cái gì cơm tắm với lại dưa leo cà chua đúng không có ba lát dưa leo à có ba lát cà chua à? xin lỗi ạ à, nếu như bạn ăn cái tô cơm tắm đó thì bạn phải ăn một ký dưa leo một đống rau sống một đống rau có nghĩa là bạn phải ăn thêm một đống rau một đống dưa một đống đó thậm chí bạn còn phải uống thêm thực phẩm chức năng nữa nó mới lôi được cái độc đó ra ngoài chứ không phải bạn chỉ có ăn có ba cái cái lát dưa leo đó rồi có người còn không ăn dưa leo còn lừa dưa leo ra dục bên đó, còn lừa lừa, lừa 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 dưa leo qua lừa miếng cà chua ra dục bên đó. không ăn nữa đó thì làm như vậy chúng ta đang tiêu hao enzyme trong cơ thể của chúng ta một ngày đó nó cạn kiệt thì chúng ta sẽ bị là cái đại tràng của ta nó rất là xấu chúng ta sẽ bị già chúng ta sẽ bị bệnh độc tố quá nhiều trong cơ thể già cho nên những người nào hiện tại chưa bỏ được thói quen đó Bởi vì nói chúng ta khó bỏ thói quen đó lắm các bạn Thì chúng ta càng phải uống cái nước tốt để làm cái gì Để nó dục bớt cái gốc tự do oxy hóa ra khi nó tiêu hóa những cái chất độc Đúng không? Nó sinh ra rất nhiều gốc tự do oxy hóa và sinh ra rất nhiều axit Phải uống nước tốt để nó môi cái gốc tự do oxy hóa ra Nó môi cái axit đó ra nó dục Nó trung hòa axit môi gốc tự do sẽ hóa ra dục và trung hòa axit. Chúng ta phải giữ gìn quý trọng cái enzyme trong cơ thể chúng ta thì chúng ta mới mong chúng ta có thể cầm cự lâu dài mà chúng ta đấu tranh chống lại tà quyền độc tài xuất vật. Chứ nếu mà chúng ta đấu tranh chống tà quyền độc tài xuất vật mà chúng ta không biết quý trọng cái cơ thể của mình, sức khỏe của mình, cái sinh mạng của mình đó thì làm sao chúng ta đấu tranh lâu dài cái quan trọng nhất chúng ta phải sống đương nhiên chúng ta có thể bị những rủi ro thì cái đó là ngoài ý muốn nhưng mà chúng ta biết giữ gìn cái sức khỏe của chúng ta để chúng ta sống lâu để chúng ta nhìn tà quyền độc tài nó sụp đổ giống như là thằng cuba nó sụp đổ không? giống như là thằng tà quyền độc tài xúc giặt ở cái thằng cuba nó bị sụp đổ để chúng ta nhìn chúng ta cười khả 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 nếu như người nào chết trước năm 2018 thì rõ ràng là người đó chưa được hân hạnh nhìn thấy cái chế độ độc tài ở Cuba nó sụp cho nên là nếu như chúng ta ráng sống thêm tới năm 2018 chúng ta thấy thằng độc tài Cuba nó sụp chúng ta có phải vui hơn đã không đã rồi chúng ta nhìn thấy cái thằng là Bắc Triều Tiên độc tài ở Bắc Triều Tiên nó bị sụp chúng ta thấy đã lăn lăn không rồi chúng ta thấy ông Donald Trump ổng dập cho cái nền kinh tế ha, là của Mao Trạch Đông là coi như là cũng tơ bờ chúng ta thấy đã hồng lần lần không đã cho nên chúng ta phải sống dai để chúng ta nhìn độc tài nó nó ngáp chúng ta nhìn độc tài nó sụp rồi một ngày nào đó độc tài nó sụp rồi thì nếu mà lúc đó chúng ta ra đi thì chúng ta cũng có thể gọi là an lòng nơi chính suối đã. chứ nếu không á là rất là hối tiếc nếu như chúng ta chưa nhìn thấy độc tài nó sụp mà chúng ta đã ngẫm cũ tội trước nó rồi à, nãy giờ chúng ta đang nói về cái việc hay là tại sao bị táo bón đó nè không ăn rau mà ăn thịt nhiều là bị táo bón đúng không nãy mới vừa phân tích ngay cả là cái thịt đó là cái thịt sập nha các bạn ngay cả cái thịt đó là được nuôi gọi là nhiều người nói là tôi nuôi hữu cơ nuôi thuận theo tự nhiên đó tức là thịt sạch rồi đó mà không chịu ăn rau vẫn bị táo bón huống chi là cái thịt đó là cái thịt mà nó chích cái thuốc tăng trưởng vô đó mà cái thuốc tăng trưởng là các bạn biết rồi cái tác hại của cái thuốc tăng trưởng nè cái con bò thay gì? thay vì à, à, ví dụ như là thay vì là một năm đó. Thì con bò nó trưởng thành nó dậy thì nó đẻ con. Thì người ta chích thuốc tăng trưởng vô. Đó. Thì con bò đó là mới 5 tháng là nó có thể nó dậy thì rồi. Như vậy cái con bò này nó bị cái gì? Nó bị tăng trưởng sớm. Nó bị tăng trưởng sớm. Nó bị dậy thì sớm. nó cao sớm đâu nó cao lớn lên sớm tăng trưởng sớm tức là nó cao lớn lên sớm dậy thì sớm trưởng thành sớm già sớm và chết sớm à như vậy cái việc tăng trưởng đồng nghĩa với cái việc là đi gần đến nấm mồ và con người sử dụng sữa con người sử dụng sữa bò uống sữa bò con nít uống sữa bò Hello, uống sữa bọt đó. mặc dù là sữa bọt xuất xứ từ Pháp mặc dù là sữa bọt xuất xứ từ Mỹ, từ châu Âu từ Úc nhưng cái sữa đó vẫn là từ con bò trong cái sữa con bò nó có nhiều canxi hơn cái sữa của con người và con nít uống sữa bò để mà lớn lên thì con đứt này nó sẽ tăng trưởng sớm. Nó tăng trưởng sớm. Nó sẽ dậy thì sớm. Những đứa trẻ nào mà nó ăn thuần thực vật. Nó ăn thuần thực vật không trứng. Đương nhiên thuần thực vật có nghĩa là không thịt rồi. Ngoài ra nó không trứng, không sữa. À. Thì cái đứa trẻ này nó có thể là 15, 16 tuổi nó mới dậy thì. Nó dậy thì trễ. Và dậy thì trễ mới là đúng. Nó dậy thì từ từ Tức là chiều cao của nó từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ Nó tăng cái chiều cao một cách rất là từ từ, rất là chậm Rồi khi nó dậy thì thì cái chiều cao của nó tăng cái dù lên nữa Đúng không? Nó phát triển rất là ổn định, rất là bền vững Từ từ mà dậy thì Từ từ mà trưởng thành Từ từ mà lão hóa Từ từ mà già nua Từ từ mà bệnh, từ từ mà chết một trăm hai mươi năm tuổi một trăm hai mươi năm tuổi còn bây giờ nôn quá đúng không ô à, đứa nhỏ này nó cao ghê nó nhanh cao quá a à, nhanh cao là đừng có vội mừng nó nhanh cao là tại vì nó dùng sữa công thức nhiều quá cho nên nó nhanh cao tại vì nó bị tăng trưởng nhanh quá cho nên nó cao đó đừng vội mừng nó sẽ bị dậy thì sớm và lúc dậy thì sớm nó cao cái dù lên nữa người ta vỗ tay quang hô nó cao quá Nhưng mà sau cái tuổi dậy thì sớm đó rồi Thì sao nó không có cao lên nữa Như vậy cái đứa mà dậy thì trễ Thí dụ cùng một cái gen nha Cùng một cái gen như nhau Cùng một gen như nhau Thí dụ như là hai đứa sinh đôi Đúng không? Hai anh em sinh đôi À Mà nuôi khác nhau Một đứa thì ăn thuần thực vật Không sữa không trứng Còn một đứa thì ăn uống sữa có nguồn gốc từ động vật Đó, sữa bò thì cái đứa sữa bò nó sẽ dậy thì sớm cao lên nhanh hơn khi dậy thì nó cao cái dù lên nữa và nó chừng lại còn đứa kia nó từ từ mà cao cho đến năm 15, 16 tuổi nó mới bắt đầu dậy thì và nó tiếp tục nó cao cái dù lên nữa. Thì cái đứa ăn thuần thực vật không trứng không sữa đứa đó nó sẽ cao hơn cái đứa mà ăn động vật nhớ nha cùng hai anh em sinh đôi cùng trứng thì đứa nào ăn thuần thực vật đứa đó sẽ cao hơn vậy thì trễ hơn nhưng mà cao hơn nó cao chậm hơn nhưng mà cuối cùng kết quả cuối cùng nó cao hơn và nó sống lâu hơn 120 tuổi nếu nó ăn suốt đời như vậy còn đứa nào mà nôn quá, ờ à, mày nôn quá, mày cao nhanh quá, mày nôn quá, mày dậy thì nhanh quá, mày sẽ bị lão hóa sớm quá, mày trưởng thành nhanh quá, Đó thì mày chết sớm, sớm luôn. cái này là có công trình đàng hoàng, đó. Của, à của bác sĩ à, Thomas Campbell, hai cha con ông đó, Thomas Campbell, đã. còn bây giờ nhìn chung nhìn chung thì chúng ta thấy rằng là động vật ăn cỏ thì nó bự hơn động vật ăn thịt thí dụ như chúng ta thấy trong khu rừng thì con cọp là nó ăn thịt mà đem so với con voi nó ăn cỏ so với con hưu cao cổ nó ăn cỏ thì chúng ta thấy con hưu cao cổ nó bự hơn con cọp rất nhiều con hưu cao cổ nó ăn thực vật nó bự hơn nói về chiều cao, còn nói về cái sức bền thì con ngựa nó có thể chạy hàng ngàn dặm. Nó chạy bền, nó chạy ngày này qua ngày nọ nó chạy bền, con ngựa nó chạy bền. Con hổ mặc dầu nó chạy rất nhanh nhưng mà nó chỉ chạy trong một thời gian ngắn thôi, nó chạy ào, ào 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 ào, nó hốt lấy con mồi và nó chỉ chạy trong thời gian ngắn mà thôi, không thể chạy bền bằng con ngựa được. Như vậy cái con ngựa nó ăn cỏ. Cho nên nó bền. Đã Người nào ăn thừng thực vật Người đó sống lâu Người nào ăn động vật thì người đó chết sớm vậy thôi Đã Ăn cỏ thì bền Đã, Ăn thực vật thì bền ra Con ngựa là như vậy so với con hổ Các bạn nói so sánh như vậy đâu có được So sánh phải cùng loài chứ Đem con 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 cọp ra ăn thịt Và đem so với cái loài hưu So với loài ngựa thì so vậy sao so Vậy thì bây giờ mình so khủng long khổng long các bạn coi những cái thông tin về khủng long các bạn thấy khủng long nó có khủng long ăn thịt nó cũng có khủng long ăn cỏ đúng không có khủng long ăn thịt có khủng long ăn cỏ và các bạn thấy con khủng long ăn cỏ là cái con khủng long bự nhất hành tinh cái con khủng long ăn cỏ nó bự hơn cái con khủng long ăn thịt nó gấp hàng chục lần gấp hàng chục lần con khủng long ăn cỏ cung là khủng long Mà con khủng long ăn cỏ nó bự gấp hàng chục lần so với con khủng long ăn thịt Đó Thành ra là ăn thực vật, thuần thực vật Đó là mình nói về động vật thôi đó nha Là như vậy rồi Huống chi là con người chúng ta à, tạo hóa, à, tức là mẹ tự nhiên, tức là thiên chúa, tức là thượng đế. Nó sinh ra chúng ta có 32 chiếc răng mà không có chiếc răng nào nó nhọn quắc để chúng ta ăn thịt cả. Không có chiếc răng nào nhọn quắc để ăn thịt cả. Đã. Tức là thượng đế sinh ra chúng ta để chúng ta ăn thuần thực vật chứ không phải để chúng ta ăn thịt. Đã. Rồi chúng ta nói tiếp. À cái nguyên nhân của à, táo bón. Đã. Thì uống cà phê là táo bón có nhiều người uống cà phê uống một ly cà phê vô sông đi cầu liền Đã. cho nên nói u uống cà phê là lợi ý tại vì thấy uống cà phê xong đi cầu liền cho nên người ta nói uống cà phê lợi ý thì không phải như vậy Đã. không phải uống cà phê lợi ý đâu nó chỉ lợi ý ban đầu như vậy thôi tại vì sao cà phê là chất độc cà phê nó chính là chất độc. Nó đi vào trong cơ thể chúng ta thì cơ thể chúng ta nó báo động. Các cơ quan trong cơ thể chúng ta nó báo động. Hả? Enzyme nó bắt đầu nó sinh ra để nó tống cà phê ra ngoài tại vì cà phê là chất độc. Cái cà phê đi vào đúng không? Đi vào trong bao tử, đi vào trong ruột non. Bắt đầu nó báo hiệu đây là một loại chất độc cần phải tống ra ngoài ngay tức khắc. Cho nên nó đưa nó nó trộn với thức ăn đúng không nó đem cái chất độc đó nó đưa vào trong ruột già và nó tống ra ngoài ngay tức khắc cho nên uống cà phê nhiều người uống dài ba ngậm vô đi ị ngay tức khắc luôn người ta nói uống cà phê lợi ị đó là một cái hiểu sai lầm đã không có lợi ị tại vì nó là chất độc cho nên nó tống ra ngoài nhanh thôi tuy nhiên khi tống ra ngoài nhanh như vậy cũng đồng nghĩa là à, chúng ta tiêu tốn enzyme tự nhiên chúng ta uống chất độc vào để nó tiêu tốn enzyme làm cho tống cái cà phê ra ngoài. Đã. Về lâu về dài chúng ta cạn kiệt enzyme. Về lâu về dài đường ruột chúng ta bị tổn thương vì chúng ta uống cà phê làm cho bao tử bị tổn thương, ruột non bị tổn thương, đường ruột, ruột già bị tổn thương và cái cái khả năng miễn dịch của ruột nó bị giảm khả năng miễn dịch có nghĩa là gì khả năng miễn dịch của ruột có nghĩa là khi nó phát hiện cái chất độc khi nó phát hiện vật thể lạ nó sẽ tống ra ngoài đó gọi là khả năng miễn dịch của ruột trầm về lâu về dài khi cái đường ruột nó bị tổn thương rồi nó không còn khả năng hoặc là nó bị cạn kiệt enzyme nó không còn khả năng tống cà phê ra ngoài nữa thì lúc này uống cà phê vô nó không bị tống ra nữa mà cái chất độc này nó tích tụ ở trong đây cái chất độc cà phê nó tích tụ nó làm cho cái gì nó làm cho cái đường ruột xấu đi đen đi xấu đi thậm chí là bị dày lên bị dày lên bị xấu bị dày lên khó thoát ra ngoài và cà phê này sẽ phải thấm vào trong thấm vô thành ruột thấm vào máu đi qua gan để mà gan lọc dục cái cà phê này ra làm hại gan làm hại rồi cái máu này lại đi qua thận để lọc đó không? làm hại thận bạn nào uống cà phê nhiều đi tiểu ra thậm chí có mùi cà phê luôn trong cái nước tiểu bạn nào mà uống cà phê gói nét cà phê cà phê việt cà phê mạnh dữ rồi cà phê nét nét lê đó cà phê nét cà phê g 7 cà phê gối đi tiểu ra cái mùi cà phê nằm trong nước tiểu luôn mà rất là nồng nặc rất là đậm đặc cái mùi cà phê rất là nồng nặc rất đậm đặc vừa mùi cà phê mà kết hợp với mùi khai nữa nó làm cho chúng ta mất nước tại vì cái lượng nước ở trong cà phê trong cà phê chúng ta uống vào nó vẫn có nước nhưng cái lượng nước đó nó không đủ để nó tống cà phê ra ngoài mà chúng ta cần một lượng nước nhiều hơn để tống cà phê ra ngoài nhưng mà đâu thấy có người nào uống cà phê xong uống nước một đống vô để tống cà phê ra ngoài đâu như vậy thì cơ thể chúng ta nó cần một lượng nước rất nhiều để tống cà phê ra ngoài nó lấy nước từ đâu nó bị thiếu nước nó bị thiếu nước nó lấy nước từ đâu nó lấy nước trong tế bào nó lấy nước trong mỡ ạ à, nó phân giải mỡ chúng ta lưu ý cái con lạc đà hai cái bú ở trên lưng của con lạc đà cái bú đó không phải là cái bú nước mà cái bú đó chính là cái bú mỡ như vậy trong cái mỡ là nó chứa nước tại vì khi phân giải mỡ nó ra nước thì nó phải lấy cái nước ở trong mỡ tức là trong cái tế bào trong mô mỡ nó lấy nước ra nó phụ vô để nó tống cà phê ra ngoài làm cho chúng ta bị mất nước nếu chúng ta không kịp thời bổ sung nước vô thì da của chúng ta nó sẽ bị mất nước và da nó bị mất nước da khô và da nhăn da sẽ bị khô bị nhăn da bị khô bị nhăn chúng ta sẽ bị già đi là do chúng ta uống không đủ nước uống cà phê nhiều mà uống không đủ nước cơ thể chúng ta mất nước thì cái phân nó sẽ bị khô cứng cái phân càng khô cứng nó càng khó đi ra ngoài cái càng khó đi ra ngoài là sẽ bị táo bón Cho nên khi uống cà phê Thì đương nhiên là sẽ bị táo bón Mặc dầu ban đầu cơ thể khỏe mạnh Enzyme dồi dào Thì chúng ta tưởng chừng như là chúng ta lợi ị Khi chúng ta uống cà phê Có nhiều người hút điếu thuốc vô chạy đi cầu Đã. Thì đó ban đầu nó là như vậy thôi Nhưng về lâu về dài Chúng ta sẽ bị táo bón Và sẽ bị già nua Bởi vì cái da nó xấu đi đó. Cho nên là người nào mà hiện tại uống cà phê nhiều thì nên bỏ cà phê đi. Cố gắng uống ít lại. Càng ít càng tốt và nếu bỏ được thì càng tốt. Đó. Còn nếu trong cái giai đoạn mà chưa bỏ được thì phải sử dụng cái nước tốt. Cái nước tốt này nó sẽ phụ để mà nó tống độc tố ra ngoài. Thì cà phê là một loại chất cực độc. Nó sẽ tống ra ngoài. Nước tốt này nó sẽ môi cà phê nó dục ra ngoài. Nước ngọt càng độc hơn cà phê nước ngọt càng độc hơn cà phê. Mẹo của mình sẽ làm cho các anh chị coi cái thí nghiệm về cái sự độc hại của nước ngọt. Nó sẽ có cái thí nghiệm. Mình sẽ làm cho các anh chị xem. Cái nước ngọt rất là độc, uống nước ngọt càng nhiều nó càng à, là là dễ bị táo bón. Bởi vì khi uống nước ngọt nó làm cho chúng ta mất nước. Mặc dầu trong nước ngọt nó có nước giống như nãy mình nói mặc dầu trong cà phê nó có nước. Nhưng mà cái lượng nước đó nó không đủ để tống cà phê ra ngoài. Cho nên khi chúng ta uống cà phê chúng ta bị mất nước và da khô. Khi chúng ta uống nước ngọt chúng ta cũng bị mất nước và da khô. Khi chúng ta uống rượu trong rượu nó cũng có nước và lượng nước trong rượu nó không đủ để tống cái chất độc của rượu ra ngoài cho nên nó nó sao nó phải lấy nước từ trong tế bào ra để mà nó tống cái rượu ra ngoài và làm chúng ta bị teo não. Người nào uống rượu càng nhiều ngày hôm sau não của họ teo lại một ít những người nào nát rượu bạn về quê bạn thấy có những người nát rượu uống rượu ngà ngà ngồi nói không mà không nghe ai nói cả tức là họ chỉ nói thôi mà không muốn nghe người khác nói vì cái não của họ nó bị teo lại rồi cái não của họ nó bị teo lại họ không còn khả năng học tập cho nên họ không còn khả năng nghe tức là họ không tiếp nhận thông tin được nữa Họ không tiếp nhận thông tin được nữa Có nghĩa là người ta nói họ đâu có nghe được đâu Bây giờ họ không còn muốn nghe nữa Họ chỉ có nhu cầu nói thôi Cho nên Cái người uống rượu càng nhiều Họ chỉ biết nói thôi mà không nghe được nữa Và suốt ngày láp giáp Bởi vì cái não của họ bị teo rồi Họ bị ngu rồi Họ bị lú lẫn đi rồi Và đó chính là cái gì Đó chính là cái âm mưu đó, Của tà quyền độc tài xuất vật nó khuyến khích cho dân mở nhiều quán nhậu, rẻ ồm, rẻ thúi, độc hại vô cùng. Để người dân họ ra đó, họ ngồi, họ nhậu với giá rẻ. Nhậu bình dân, nhậu giá rẻ. Để rồi chi? Để rồi não của họ bị teo lại. Đầu óc của họ ngu ra và họ không còn tư tưởng chống đối tà quyền, độc tài, súc vật nữa. Đó. Cho nên là... À, rượu nó cũng làm cho là táo bón luôn. Nước ngọt là cũng làm táo bón. Rồi dư lượng thuốc trừ sâu đúng không? Đó, cũng làm táo bón luôn đó. Vì nó là chất độc mà. Như vậy đường ruột xấu đi, đó, sẽ làm tốn rất nhiều enzyme trong cơ thể và khi enzyme cạn kiệt thì cái đường ruột nó càng ngày nó càng vô cùng tồi tệ. Đường ruột nó càng ngày càng tồi tệ thì nó mất đi cái khả năng bài tiết thì nó làm cho bị táo bón, đó. mà táo bón thì dẫn đến nhiều hệ lụy như hồi nãy chúng ta đã phân tích rồi. Chúng ta nói thêm một cái tác hại nữa của cà phê, một tác hại nữa của cà phê, đó là cà phê nó làm cho chúng ta tỉnh ngủ, tưởng chừng như tỉnh ngủ là có lợi, nhưng đó lại là tác hại, tác hại vô cùng. Tưởng chừng như uống cà phê tỉnh ngủ Là có lợi chứ Tỉnh táo chứ Nhưng không Đó lại là tác hại Là bởi vì sao Khi chúng ta buồn ngủ Có nghĩa là cơ thể của chúng ta Nó bị hết enzyme rồi Và nó báo hiệu cho chúng ta là Mày phải đi ngủ Để cơ thể tổng hợp enzyme Mày phải đi ngủ Để cơ thể của mày Nó tự sản xuất ra enzyme mà bây giờ uống cà phê vô Thì vừa tốn enzyme để tống cà phê ra đúng không Tại cà phê nó là chất độc Cho nên vừa tốn enzyme để tống cà phê ra Vừa tốn nước mất nước trong cơ thể để tống cà phê ra Mà lại vừa bị tỉnh ngủ Không gọi là được tỉnh ngủ Mà phải gọi là bị tỉnh ngủ Bị tỉnh ngủ có nghĩa là không có đi ngủ Khi chúng ta cạn kiệt enzyme Cơ thể nó nói mày phải đi ngủ Mày phải đi ngủ để mày sản xuất enzyme. Mà bây giờ thằng này nó vừa dùng một cái lượng lớn enzyme để nó tống cà phê ra mà nó vẫn không chịu đi ngủ chứ. Như vậy thì nó không sản xuất ra enzyme mới, vừa mất enzyme hiện có mà vừa không tạo ra enzyme mới. Thì có phải chăng người này đang bị cạn kiệt enzyme? Dữ lắm không? Đó là rất là nguy hiểm. Cho nên khi buồn ngủ chúng ta phải đi ngủ. Để nó tạo ra cái enzyme mới. Chứ không thôi là chúng ta bị cạn kiệt enzyme mà nó cạn kiệt đến mức rất là nguy kịch. Đã. Như vậy thì về lâu về dài chẳng những là uống cà phê nó không lợi ị mà nó còn là gây táo bón nữa đó. Người nào à, bị ghiền cà phê thì phải bỏ đi nha mà vì đây là cái kiến thức y học thôi mình chia sẻ thôi đã. có bác sĩ nói đàng hoàng nói rõ ràng chứ không phải mình tự nhiên mình nói rồi chúng ta tóm lại là khi chúng ta phục hồi chức năng của đường ruột thì bá bệnh đều lui đã. phục hồi chức năng đường ruột như thế nào hồi nãy mình đã hướng dẫn mới có hai cách thôi thứ nhất là phải làm sạch đại tràng đã đưa nước vào để mà làm sạch đại tràng, đó là một trong những biện pháp phục hồi cái chức năng của đường ruột. Cái thứ hai là uống nước tốt, ăn nước tốt tức là nấu ăn dùng nước tốt và uống nước tốt nó cũng phục hồi cái chức năng của đường ruột. Còn vấn đề ăn, ăn cái thực phẩm gì, đã, thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn sau này. Mà đương nhiên là các bạn cũng hình dung được rồi đó Đừng có ăn thịt nữa Đừng có ăn sữa nữa và các sản phẩm từ sữa Đừng có ăn dầu à, Đừng có ăn bơ thực vật Đặc biệt là mỡ trù rất là độc hại Đừng bao giờ ăn Đã. Thì khi phục hồi chức năng đường ruột Thì các bệnh nó đều lui hết Thì nói tóm lại Là cái người mà bị già bị háp á, Là do cái đường ruột của họ Do cái dạ dày của họ nó quá xấu đi cho nên họ bị giả háp, vì vậy là sao vì vậy cần phải đã, càng nhanh càng tốt phục hồi cái chức năng của đường ruột. Đã. Ngoài ra nha, ngoài ra có người còn bị polyp tức là hồi nãy mình nói ở đây là cái gì? Đây là các cái túi thừa, đúng không? Còn có người còn bị bolipt, bị những cái cục, không? những cái, cái à, tế bào à, bị tổn thương, những cái tế bào bệnh nó phát triển nhân đôi và nó thành những cái cục dư những cái polyp đó không nó dư ở trong cái ruột này ngày xưa thì để cắt bỏ những cái polyp này thì người ta phải mổ cái ổ bụng ra người ta rạch cái ruột ra mà người ta lấy kéo người ta cắt người ta mai lại đó là ngày xưa bác sĩ sinh ra là bác sĩ đầu tiên trên thế giới cắt bỏ được những cái polyp này mà không cần phẫu thuật mổ ổ bụng. Bởi vì ông ta đưa một cái gọi là cái sợi nội soi, tức là cái kính nội soi dài 1m8, dài 1 m tám đưa vào trong cái ruột, đi tới đâu và ông nhìn, ông ta thấy ở đây có một cái polyp và trong cái kính nội soi này nó có một cái cổng sắt. Cổng sắt này sẽ lòi ra đúng không? Đó. Và nó sẽ mấu vô nó sẽ trồng vô đúng không nó trồng vô cái cục clip này và nó siết lại làm rớt cái cục clip này ra và lôi cái clip này ra ngoài tiếp tục kính nội soi này đi vô thấy ở đây có một cái clip nữa siết nó lại lôi nó cho nó đứt rồi xong mới lôi nó ra ngoài ở đây cũng vậy siết lại cho nó đứt đứt xong rồi mới lôi nó ra ngoài chứ không phải siết lại rồi giật cái bạc ra ngoài đâu siết lại mà giật cái bạc ra ngoài thì nó cái ruột này nhiều khi lôi luôn nguyên cái ruột ra ngoài luôn cho nên phải siết cho nó đứt cái clip này ra rồi mới lôi nó ra ngoài thì cái cộng cái sợi nội sôi này nó dài một mét tám đủ để không đủ để mà đi nghiên cứu ở trong cái ruột coi nó xấu hay tốt nó có polyp hay không nó có những cái túi thừa hay không đó như vậy thì vừa rồi mình mới trình bày cho các anh chị và các bạn cái nội dung là nhìn vào nước da chúng ta có thể biết được tuổi của đường ruột ngoài ra mình cũng trình bày luôn những một số cái thông tin nó có liên quan à, trong cái vấn đề này video đã quá dài xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi mình sẽ tiếp tục trình bày những cái nội dung liên quan đến là khoa học thực dưỡng hiện đại và dự định là nó sẽ có rất là nhiều cái video nói về chủ đề này chủ đề sức khỏe chủ đề thực dưỡng hiện đại xin chúc cho các anh chị xin chúc cho các cô bác chúc cho các bạn là ngay từ bây giờ hãy quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình À, để à, mà có sức khỏe lâu dài Sống lâu Để mà còn nhìn tà quyền độc tài nó sập đổ nữa Chứ chúng ta chết sớm quá Thì chúng ta chưa kịp nhìn nó sụp đổ Chúng ta đã chết rồi Thì đó là một điều rất là đáng tiếc à, Rồi xin trân trọng Chúc các anh chị sức khỏe Gặp nhiều may mắn, thịnh vượng và an lạc Xin kính chào và xin hẹn gặp lại